Chào tất cả các anh chị em và các cô chú bác. Bản nhạc vừa rồi là bản nhạc Học sinh hành khúc ha, của Lê Thương. Bản nhạc rất là hay phải không? Rất là có ý nghĩa. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh là những cái người mà nói là một cái mầm non, là tương lai, là trụ cột của nước nhà phải không? Nhưng mà mấy bữa rồi ở trên Facebook đó là cái ngày tựu trường, tuần lễ tựu trường của trong nước ha. Bởi vì bên chỗ của mình đó là học sinh đã tựu trường đã 2-3 tuần rồi, thành ra không có phải là cái khoảng thời gian này nữa mà học sinh đã vô lớp học và đã làm project tuần này nọ hết trơn rồi. Thành ra còn bên trong nước Việt Nam á, thì tuần lễ vừa rồi, đầu tháng 9 phải không, là tuần lễ mà mọi người bắt đầu cấp sách tới trường lại, thì rất là có nhiều những cái cảnh như là đi chơi trong trường học ha, là học sinh nhảy cờ lưng tưng, cộng với thầy cô giáo cũng nhảy cờ lưng tưng luôn. Có một cái trường học nào mà vô trong trường học ngày tựu trường dặn bản nhạc cha 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 lên, thầy cô giáo đứng lên cùng một cái trường học sinh luôn, nhảy cha cha giữa trường không? Tất cả các anh chị em chắc là có lẽ là chỉ có nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ha, và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Trung Hoa thôi, chứ không có ngoài ra mình không có thấy nhiều cái trường học mà nó xảy ra như vậy. Thì học sinh ngày hôm nay á, giống như là uống thuốc lắc hay là đập đá gì, cái từ mà trong nước mình lên tiếng là đập đá uống thuốc lắc gì á, ở trong nước Việt Nam thì chắc là cái đường mà biên giới giữa Việt Trung á, nó chuyển qua dễ dàng quá, thành ra nó vô được những cái trường học nó cũng rất là dễ phải không? Thành ra vô trong trường học như mấy em á, là uống thuốc lắc rồi đập đá hay sao á, cứ nhạc lên là bây giờ học đi ba trước khi học chữ rồi hay sao. Học sinh ngày hôm nay trong đất nước Việt Nam là học đi ba, rồi học nhảy trước rồi. Các bạn biết hả, trong những cái trường học như mà mỗi lần mà những cái bản nhạc như là cha 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 đồ này nọ đó, các bạn thấy là vô ba mới nghe không à, vô trong club, vô trong night clubs ở bên Việt Nam đó mới nghe thôi. Nói về cái bản đằng sau này hả, chút nữa nha, cái bản đằng sau này tất cả các anh chị em đều biết cái bài thơ này phải không? Cái bài thơ một hồi mình đọc cái bài thơ này là bữa nay là cố tình đẩy cái bài thơ này lên đó, phải một hồi mình giải thích cái bài thơ này đi ha. Thì tự vì mấy bữa nay đó vì cái hai cái thằng già mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó thí ra hai cái thằng già ha, Hồ Mất Dạy hay là Hồ Chó Dạy hay là Hồ Ngọc Đại gì đó, cộng với lại một cái thằng Bùi Hèn phải không, Chó Dạy, Ngọc Đại, Bùi Hèn, thì nó đi chung với nhau nữa cũng có lý. Thành ra nó cứ quậy tưng bừng cái nền giáo dục của nước Việt Nam, mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nguyên một cái đảng phái của nó, không có thằng nào lên tiếng hết, và không có thằng nào á hả mà thậm chí cái thằng mà gì Phùng Xuân Nhạ phải không, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nó cũng chưa có nói cái gì cho rõ ràng hết trơn á. Thỉnh thoảng nó cũng phải lên tiếng hú ha hú hà gì đó để cho người ta biết nó còn sống, mà mặc dù nó ngọng nhưng mà nó cũng còn sống phải không. Nhưng mà nó lên thì nó cũng nói đầu đơ âu ơ dưới dầu vậy đó, cũng chưa có ai hiểu nó nói cái gì hết, bị nó ngọng mà. Mà được làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục như vậy á, thì bởi vậy chị lại chơi cái bộ chữ vuông tròn nữa rồi hả? Không, bữa nay chị không có chơi bộ chữ vuông tròn, là tại vì tất cả các anh chị em trong nước ngoài nước hay là những cái làm những cái bài kịch hài về cải lương, thậm chí cải lương chuông vuông tròn méo tâm giác gì đó thì đã hát y xèo rồi phải không, thì mình không thể nào mà mình có cái năng khiếu mà lên mà hát vuông tròn méo như vậy nữa cùng tất cả các anh chị em nữa. Thành ra bây giờ chỉ là ngồi lắng nghe những cái bản nhạc mà tròn tròn vuông vuông méo méo như tam giác gì đó phải không, thì bữa nay mình không có chơi cái đó nữa. Thì mình nói về cái đề tài là học sinh đi, là tại vì nhà tụi trường mà, tụi trường thì bao nhiêu trường học ở trong đất nước Việt Nam, nào là nhảy đi chơi rồi nhảy tưng tưng lên là như là những cái kẻ đập đá, như là những kẻ mà đi vô trong trường á, học nhảy học học vô ba club đặng mà sau này kiếm khách hay sao á, đặng con trai đặng con gái gì cũng y chang, học sinh nam học sinh nữ gì cũng y hệt như vậy nhau á. Nó giống như khùng khùng điên điên vậy đó, hình như là muốn phá một cái đất nước, muốn phá một cái đất nước, một cái quốc gia nào đó. Người ta chỉ cần nhắm vô trong giáo dục thôi, những cái giáo dục là để nuôi cái mầm non, nuôi cái tương lai của đất nước mà. Mà bây giờ cái giáo dục này nó không có làm được trò trống gì hết trơn, nó vô nó chỉ nhảy tưng tưng rồi hả, chơi group sex rồi hả, đè nhau ra hả, là chịch đéo đủ gì với nhau không á.
rồi hả sanh con thảy đầy đường hết, rồi hả bào thai hả nạo tùm lum hết trơn á, hình là phá được một cái quốc gia đó rồi, là không có nhân tài. Bị nó làm như vậy thì nhân tài đã bị diệt hết, nhân tài đã bị chết hết, không có người nào mà có thể là một vị bác sĩ thật sự được. Là tại vì bằng mua bằng bằng hả bằng chơi sex để có bằng, bằng mà đút lót mới có bằng không à, bằng giấy bằng giả bằng bằng gì đó không. Rồi những cái nhà thiết kế, những cái building đồ này nọ, không có kiến trúc sư thật sự, mà những cái kiến trúc sư này cất lên rồi, các bạn đã thấy rồi, đang trong trường học tự nhiên một cái bê tông có ở trên nóc nhà, nó ở trên cái ceiling á, nó drop xuống, drop chết học sinh trường, không làm gì hết, không làm sáng tỏ gì hết trơn á, học sinh tiếp tục đi học, không ai lên tiếng hết. Những cái cầu mới cất lên, bỏ cả tỷ tỷ, ngàn tỷ vô đó, trăm tỷ vô đó, xài được bao lâu, lòi ra toàn là cái mousse, mấy cái shop đồ này nọ, cái hộp mousse, cái shop box đó, nó nằm ở trong những xen lẫn những cái xi măng đó đó, là giết người từ trong trứng nước luôn, giết cái một cái đất nước từ trong trứng nước ra luôn. Rồi mấy bữa nay cái bài thơ mà mọi người đọc ở trong cái sách giáo khoa của những cái em học sinh lớp 1 mầm non rồi này nọ, mới lớp 1, lớp 2 á, thì là tháp 10 đẹp nhất bông sen, đúng không? Thì bây giờ tại sao mà mình viết cái bài thơ này ở trên đây ha, để mình tránh ra cho tất cả các anh chị em nghe nè. Anh lấy cái marker này đi. Các mọi người thấy rõ không vậy? Cố gắng là viết to lắm rồi đó, mà cái tờ giấy này nó chỉ có được có nhiêu đây thôi đó, thành ra cố gắng là chỉ có được nhiêu đây thôi ha. Trong đầm gì đẹp bằng sen, mọi người nghe quen không? Cái bạn khi mà cái bản nhạc, cái bài thơ á, mà của không biết cái thằng thơ Việt Cộng nào đó, nó viết cái bài thơ đó để nó tâng bốc lãnh tụ, tâng bốc ông hồ, phải không? Ghi là trong thì trong đây mình lấy được cái bài thơ này là của không rõ lắm hả? Thôi nhưng mà đọc đi, đọc thì cũng sẽ rõ hơn, phải không? À, các bạn thấy những cái hình ảnh dưới đây không, là phải cảm ơn đứa con gái viết cái bài thơ này, mà phải bắt nó nhờ nó vẽ dùng cái hình này nè, hình hoa sen, lá sen, cái đầm ha, những cái hoa sen, nhờ đứa con gái nó ngồi đó nó vẽ, đúng không? Nó nói mẹ cũng mệt ra luôn á, nó phải giúp mẹ nó, không thì là cái này là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùn ha. Bản nhạc nào, cái bài thơ này là của Mạc Đĩnh Chi viết, phải không? Thì bây giờ mình nói về cái nhân vật Mạc Đĩnh Chi chút xíu được không? Thì Mạc Đĩnh Chi á, cái này mình có nhiều cái bài mà tìm hiểu về nhân vật Mạc Đĩnh Chi này, nhưng mà nhìn vô trong Google á thì rất là có nhiều cái lời văn và cái những cái cách mà họ viết á, là để cũng đồng thời dùng cái bài, dùng cái tôn sùng Mạc Đĩnh Chi rồi nó lồng vô trong đó là hồ đảng rồi này nọ không, phải không? Thành ra mình không có lấy những cái bài đó ra mà để đọc cho mọi người nghe, hoặc là tìm hiểu về những cái bài đó là nó lồng vô hết rồi. Bây giờ mình lấy cái này đi. Mạc Đĩnh Chi ha, tên tự là Tiết Phu, sinh năm 1272 và mất vào năm 1346. Hiệu là Tích Am, là một quan đại thần triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Năm 1304, đời vua Trần An Tông, niên hiệu Hưng Long thứ 12, ông thi đỗ trạng nguyên. Nhờ thông minh, hiểu biết sâu rộng, ông nhiều lần được cử đi sứ sang Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn được biết đến như là tổ tiên trực hệ của các đời hoàng đế nhà Mạc, như được Mạc Thái Tổ truy tôn miếu hiệu là Viễn Tổ, Thị là Kiến Thị, Khâm Ninh Văn Hoàng Đế. Có nghĩa là cái bài này mình lấy từ Wikipedia, là tại vì mình không có tin những cái link của bài khác, là tự nhiên cái link cái bài khác nó lồng vô, tất cả các anh chị em nó lồng vô, nào là tôn sùng đảng, tôn sùng hồ, nó lồng vô hết rồi. Nó kêu hả, là giống như là
nó chứng tỏ cho khi mà những cái người này viết bài đó, nó nhồi nhét cho mình biết đó, là cho con em ở trong đất nước đó, Việt Nam mình biết đó, là phải tôn sùng, phải coi nước của Trung Cộng đó, nước của Trung Hoa đó là giống như là chúa tôi vậy đó, là mình phải phục tùng nó, mình phải giống như là mình coi nó như là chúa của mình vậy đó. Thành ra mình không có biết, mình không có thích cái những cái link đó, thành ra mình phải lấy thẳng từ link của Wikipedia luôn ha. Thì nói tóm tắt lại á, là Mạc Đình Chi là sống trong một cái gia đình rất rất là nghèo ha. Rồi cha thì mất sớm, thì một người mẹ đã nuôi con, và ông từ nhỏ đó là một cái người nhỏ nhắn, rồi rất là hiếu học, mặc thấy mẹ của mình nó làm lụng rất là cực khổ để mà nuôi mình ăn học, thì ông càng ngày càng học kỹ hơn nữa, và học còn phải cực khổ hơn nữa. Không có đủ đèn á thì ông đốt lá cây, không có nhánh cây thì làm bất cứ mọi thứ để ông thấy mặt, ban ngày thì đi làm phụ mẹ làm kiếm tiền, rồi ban đêm á thì học mà không có đèn cầy, không có đèn dầu đồ này nọ đó, thì ông đốt lá cây, ông đốt nhánh cây, ông lượm những thứ đó để ông cố gắng học, và ông đã thi đậu đỗ Trạng Nguyên ha. Khi mà ông đi đỗ Trạng Nguyên đó thì có một cái thứ này là tham dự triều chính đó. Khi ông thi đỗ Trạng Nguyên đó thì vua Trần đó, Trần Minh Tông đó, thì thấy ông rất là không có được đẹp trai, không có được attractive đó, là thời đó là bây giờ là hot boy hot girl mà đậu là được xưng danh như vậy đó, phải không? Nhưng mà ông không có được làm hot boy thời đó, ông nhỏ nhắn và người thì không có được đẹp trai lắm, thì là vua mới cảm thấy là phong cho ông này mà làm Trạng Nguyên thì nó hơi kỳ quá hay sao đó, phải không? Thì là ông biết là bị chê như vậy thì ông đã làm một cái bài thơ, và bài thơ và ông đã lựa trong những cái hoa mà tượng trưng nhất là hoa sen. Và khi mà mình làm cái research về hoa sen đó các anh chị em, thì mình biết được là giống như hoa sen của nước Việt Nam mình á, nói tới hoa sen là người ta nói tới national flower vậy đó, nó giống như là một cái bông hoa tượng trưng cho một cái quốc gia vậy đó. Thì nó rất là thanh cao, nó rất là nhẹ nhàng. Bông sen thì mọi người thấy nó mọc ở trong cái đầm lầy, phải không? Nhưng cái bài thơ đó là trong một cái đầm lầy là cái pond, cách nhà mình khoảng chừng một lóc đường thôi, trước cái đường đi vô nhà đó là một cái pond. Cái pond thì nó xấu xí, nó không có đẹp, nó nào là có rùa nè, có cốc, có nhái, rồi có sình, có lầy ở trong đó nữa ha. Nhưng mà trong cái đầm lầy mà cái bài thơ của Mạc Đánh Chi viết đó, thì họ đã tôn được cái vẻ đẹp của bông hoa sen, là một cái bông hoa sen tinh khiết đẹp, không có lắm bùn mọc, dù là mọc ở trong cái bãi bùn, phải không? Nhưng mà cái đầm lầy đó, nhưng mà vẫn không có bị lắm bùn, mà nó rất là đơn giản, lời văn rất là đơn giản, phải không? Bữa nay chuyển qua kể chuyện cổ tích đã, không có phải kể chuyện cổ tích đâu, một hồi nó vô từ cổ tích, nó mới từ bất cứ cái gì, tất cả các anh chị em, trong một cái quốc gia nào nó cũng có cái đường lịch sử, cái đường dài, cái chiều dài lịch sử của cái nước đó hết. Nếu mà chúng ta bị xóa đi lịch sử, chúng ta không biết về lịch sử của nước nhà đó, thì là chúng ta đã mất quốc gia rồi ha. Thành ra bất cứ cái gì cũng vậy, mình phải dẫn dắt một chút xíu về một cái đường lịch sử ha. Thì cái bài thơ đó mà được Mạc Đình Chi viết để cho vua Trần Minh Tông á thấy, nói một hồi là nói lộn đó nha, Trần Anh Tông chứ không, là thấy được là ông tinh khiết và ông rất là thanh liêm như thế nào á, để cho vua đó nhìn nhận, đừng có nhìn cái bề ngoài của mọi người, nó giống là như vậy đó. Ngày xưa bây giờ thời buổi này là đàn con trai thanh niên Việt Nam ở trong nước Việt Nam mình đó, là giống như là phải mặt mày lắng lẫy như là thanh niên Nam Hàn đồ này, nó giống như là bóng bóng bb băng băng vậy, không là nó quốc tới luôn vậy đó, bóng bẫy này nọ lên đứng nhảy như là thằng khùng thằng điên vậy, không? Rất là nhiều cái chuyện này xảy ra. Và hiện tại giờ trong đất nước Việt Nam đó là thanh niên, là học sinh nên nó móng là vô cái giống như là nó đập đá nhiều quá, cái từ của trong Việt Nam mà nó đập đá và hút chích nhiều quá hay sao á,
Thành ra học sinh vô trong trường học ngày khai giảng đầu tiên á, không thấy là đi gặp thầy cô giáo, không có thấy đi nhận lớp, không có thấy lấy syllabus ra hoặc là coi coi sách vở nào mình cần phải phải có và những cái gì mình cần phải có trong một cái niên học mới, phải không? Mà thấy toàn là nhạc DJ rồi nhảy sexy rồi hả, nhảy tưng tưng ra hả, đưa bặn đồ, chỉ có thiếu điều chưa có mặc bikini mà nhảy múa cột thôi à, chưa có múa cột thôi à. Mà cái cảnh mà múa cột chắc là năm tới nó được áp dụng tại những cái mái trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam quá, là tại vì trong cái màn múa cột là nó đã có tại Trung Quốc hiện tại bây giờ rồi ha, Trung Cộng hiện tại bây giờ rồi, thành ra chắc là năm tới là đã sẽ có cái màn múa cột trước khi mà học, phải không? Là tại vì cũng tới giờ tới lúc rồi, cần phải đào tạo học sinh làm những cái món hàng chơi cho tụi thanh niên. Trung Cộng nó tràn qua rồi, bị Trung Cộng nó dư thừa thanh niên mà nó quá dư rồi, phải không? Mà con gái Việt Nam mình thì rất là cởi mở, thời buổi này trong nước Việt Nam rất là cởi mở, phải không? Đập thiên hạ là nhào vô xé quần xé áo hết trơn, mong phơi bài ra giữa đường rồi đổ này đổ kia vô luôn. Đàn bà Việt Nam mình từ lúc nào mà tự sỉ vả với nhau như vậy, mong nó không có cái tình thương yêu gì hết trơn. Có một cái có những cái này nó rất là hay nè, để mình đọc cái này ha. Khi mà Mạc Đĩnh Chi đó được vua Trần nó phái qua bên Trung Quốc để mà diện kiến hay là làm một cái sứ giả gì đó. Năm tới con lớp 11 có sẽ đăng ký múa cột múa lửa luôn hả? Trước khi mà vô trong trường học đăng ký chắc là trong trường có dạy hết á, là hiện tại bây giờ trong trường học á là đã dạy hết trơn rồi, là phải chơi group sex như thế nào, không phải cởi đồ cởi áo ra như thế nào, chiếc bàn quan thiên hạ như thế nào ha, rồi ôm nhau mà chơi mà bày đàn mà hả, thậm chí bây giờ đó nó thật tặc luôn, cả trong đám cưới luôn á, đám cưới mà có con nít bàng quang hai họ luôn đó, nó chơi luôn vậy mà bao nhiêu người trỏ mắt ra ngồi mà ngó như vậy đó, không có ai mà một người nào mà có phản biện hay là phản kiến gì hết trơn á. Bây giờ nếu mà những cái video đó mà được đăng lên trên Facebook á, thường thường bắt các bạn biết mà Facebook nó cũng có thể chuyển qua những cái link khác hay là những cái gì đó. Rồi người ở ngoài nhìn vô trong nước Việt Nam mình á, muốn chơi sex qua bên Việt Nam á, con nít bên Việt Nam hả, mới có học lớp 8, lớp 9 thôi à, nó chơi sex group luôn á. Qua đó hả, muốn chơi gái hả, lựa gái hả, khoảng chừng mười mấy, 13, 14 tuổi thôi, có đầy ở bên nước Việt Nam, nó nhìn như vậy đó. Học sinh nước Việt Nam ngoài cái bộ đồ và đồng phục áo dài đó, lột cái đồng phục áo dài đó ra, hoặc là còn trong cái đồng phục áo dài đó luôn. Mày trả giá nó nhiều hả, là nó được nó chơi, mà một mình nó chơi luôn cả chục thằng luôn á, là tại vì trường học nó đã huấn luyện như vậy rồi, một cái mái trường nó đã huấn luyện như vậy, mà thầy cô giáo mà còn đi khách được thì đừng có nói chi mà học sinh ha. Thầy cô giáo là một cái người đứng ở trên một cái bục giảng truyền lại cái kiến thức, cái khả năng cho cái tương lai, cho mầm non của đất nước, mà thầy cô giáo còn đi khách luôn nữa thì đừng có nói chi mà tới học sinh, thì nó quá là nghèo nè cái mức độ đó đó ha. Còn học sinh ngày hôm nay là đánh lộn vô trong trường học không biết học được tới đâu rồi đó, mà nó đập nhau như là hả, có nghĩa là một con thú đó, mà hả giống như là một bầy mà nó lạnh muốn xé xác một người đó, mà bao nhiêu thanh niên Việt Nam rồi bao nhiêu người đứng xung quanh đó nha, đứng nó lấy máy camera quay phim hoặc là cổ vũ đánh dữ dội hơn nữa, hăng máu hơn nữa, phải không? Nó rất là nó cái học, các bạn biết không, ở trong trường ở bên Mỹ nó không có chuyện đó xảy ra. Ở bên Mỹ họ tôn trọng học sinh lắm, có nghĩa là cha mẹ đẻ con nha, mà con đó hả không phải là con của cha mẹ đâu đó, khi mà cha mẹ đẻ ra rồi và hầu như là con đó con của chính phủ nha. Cứ nghĩ như thế này nè, tại sao chính phủ tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi thứ để mà cha mẹ có việc làm để mà nuôi đứa con đó và đưa đứa con đó tới trường học. Nếu mà cha mẹ không có khả năng nuôi đứa con đó, phải giao đưa đứa con đó lại cho chính phủ nuôi, chính phủ nhận hết, là không cần phải đi đâu hết, không cần biết là mình là ai luôn đi. Bây giờ chỉ sanh đứa con ra, bây giờ mình còn nhỏ quá, mình lỡ mình có con đi, thì mình có thể bỏ đứa con trước cái cổng của police station, trạm cảnh sát ha, thì cảnh sát nó ra nó cũng nhận vô thôi, và nó để cho có người tới nhận nuôi hoặc là chính phủ nuôi, có cái social service nó làm gì hết trơn. Rồi đi học, học sinh mà đi học có xe bus đưa đón đúng giờ đúng lúc hết trơn, mà một khi mà xe bus mà nó đậu lại nha, là tất cả những cái xe xung quanh không có được quyền
nó bỏ một cái chữ stop sign xuống thôi. Bây giờ những cái stop sign khác các bạn có thể nhìn qua nhìn lại, không có xe các bạn có thể đi, mình có thể đi liền. Nhưng mà cái stop sign của chiếc xe bus một khi mà nó hạ xuống rồi, nó mở ra, nó bung ra một cái, nó đậu đó 5 phút mình cũng phải ngừng lại 5 phút, nó đậu đó 3 phút mình cũng phải ngừng lại 3 phút, nó đậu đó khi nào mà học sinh lên xuống mà đã băng qua đường xong xuôi hết rồi nó mới khép cái chữ mà stop đó lại, thì bắt đầu xe mới bắt đầu mới lưu thông nha. Mà trên xe bus là nó có máy quay phim đó, là không biết những cái dùng khác làm sao, nhưng mà cái dùng mình là xe bus có máy quay phim nha. Cái đường, cái xe bus mà nó chưa có khép cái bảng stop lại mà xe, những cái xe khác còn lưu thông, nó mà lấy được cái bảng số xe nó gọi cảnh sát một cái thôi đó nha, là cái người đó bị phạt gấp 2, gấp 3 lần cái tội mà vượt cái xe bus của học sinh đó. Nó rất là, nó rất là tôn trọng học sinh mà nó nuôi nhân tài mà. Ở bên Virginia có một cái trường học trung học ha, cái trường học này nó từ lớp 9 tới lớp 12, và những cái vùng lân cận xung quanh luôn đó, nó cách DC bao lâu ta, nó phải cách DC khoảng chắc 20 phút lái xe quá. Vì mình có đi ngang cái trường đó một lần, bị thằng con của mình thi trong cái trường đó mà, phải không? Thành ra mình biết được là cái trường học nó như thế nào ha. Hầu như là người Việt của mình hoặc là rất là nhiều người Mỹ ở trong nước Mỹ luôn cũng không biết về cái trường học high school này, cái trường trung học này. Cái trường trung học này nó chuyên về science and technology, nó lựa học sinh nha tất cả các anh chị em. Có nghĩa là khi mà cái trường học nó kêu là tên là Thomas Jefferson Science and Technology, cái tên cái trường học nó là như vậy đó. Nó lọc học sinh một năm nó có tới mấy ngàn học sinh. Hình như là mình nhớ không lầm, một năm nó có tới 4.000 học sinh đặng mà thi vô được cái, nó phải qua hai cái kỳ thi, nó vô hai kỳ thi ha. Mà khi mà thi vô được cái trường này, nó qua hai kỳ thi mà vô được cái trường học này rồi đó, là khi mà học sinh nó bước ra khỏi cái trường high school này á, là nó chỉ còn học có một năm rưỡi nữa là nó ra học bằng 4 năm đại học rồi. Mà nếu mà cái trường học này á, một khi nó nhận được những cái học sinh này á, nó có một năm nó có hình như là 4.000 học sinh muốn thi vô cái trường này. Nhưng mà nếu mà nó chỉ lọc ra được có mấy trăm đứa học sinh nè, mấy ngàn đứa học sinh muốn thi vô mà nó lọc ra chỉ có mấy trăm thôi. Mà khi mà cái học sinh mà được nhận vô cái trường này, mặc dù cái nhà ở, chẳng hạn như cái trường đó hình như nó nằm ở, ở đâu ta? Nó nằm ở Virginia, nó nằm gần DC, mình biết được đó là nó nằm gần DC khoảng nửa tiếng lái xe. Nếu mà học sinh á, mà ở những cái vùng lân cận đồ này nọ đó mà tới cái trường này á, mà không có tiện nghi, chẳng hạn như cha mẹ không có đưa đón được hoặc là cái gì đó, nó sẽ cho, nó chính phủ sẽ làm đủ mọi cách để đem cái học sinh đó tới cái trường học đó. Chẳng hạn như bây giờ lái xe một tiếng đồng hồ đi nữa cũng có xe tới đưa đón cái học sinh đó đi về bình thường để mà học sinh đó tới trường đó học. Và hả, những cái chỗ khác chẳng hạn bây giờ nửa tiếng lái xe hay là 45 phút lái xe hay là một tiếng lái xe hay là nhà ở đâu đó, cha mẹ có thể kiếm việc làm để mà dời lại gần chỗ đó. Mà nếu mà không có thuận tiện cho cái đường xe bus để mà học sinh nó tới cái trường đó đó, nó có một cái đoàn xe bus khác và cái xe này đưa đón những cái học sinh này thôi để tới cái trường học đó. Mà các bạn biết không, khi mà cái trường học này mà tan trường ra, các bạn nhìn thấy vô cái trường học này là đa số là ai? Người Việt mình là chiếm hết 15% đó, ở trong cái trường học này, người Việt mình đó ở trong nước Mỹ đó là chiếm 15% học sinh ở trong nước 10, 35% là người Á Đông. Á Đông nó gồm ai? Ấn Độ, Pakistan, rồi người Việt, rồi Nam Hàn, người Nhật. Đó là những cái mình ý mình nói là người Việt đó. Rồi thành phần còn lại là Mỹ trắng không. Có một cái lúc đó, tụi Mỹ đen nó kiện là nó tại sao không có học sinh Mỹ đen, là tại vì học sinh Mỹ đen nó thi vô không nổi, và những học sinh nào á thi vô đó không nổi là không có cho vô đâu. Cái điểm nó rất là cao và thi qua hai cái bài thi đó. Một cái bài thi á hả là nó phải đạt tới hơn 93% thì mới được vô trong cái trường học đó mà để học high school từ lớp 9 tới lớp 12 nha. Mà một khi mà học sinh mà đi vô học được cái đó rồi, bước ra khỏi cái chuyện đó, bước ra khỏi cái trường học đó một cái là chỉ còn học có một năm rưỡi nữa là ra bằng 4 năm đại học đó. Ra bằng bachelor luôn, là học thêm 2 năm nữa ra bằng master. Mà hả, được chính phủ đài thọ hết. Từ học hả, học sinh mà đi học trong cái trường đó ra mà xin được scholarship, học những cái trường đại học đó, mà còn dư tiền ăn nữa mà. Nó còn dư tiền xài luôn đó. Là chính phủ nó nuôi nhân tài vậy, mà học sinh đa số mà học ra high school đó rồi là vô những cái trường đại học xịn không à, Yale, Harvard, rồi những cái Ivy League không à, vô những cái trường đó không. Mà các bạn biết là
ở chính phủ Mỹ nó nuôi nhân tài như thế nào, là mình biết cái trường học đó là từ gì, lúc mà thi vô những cái trường đó đó, thằng con của mình đã từng thi qua mà mới không, thành ra nó đã vô được cái dòng thứ nhất rồi. Nhưng mà cái dòng thứ nhất của nó là nó đạt đúng cái ngay cái điểm, chẳng hạn như trường học phải nói là phải là 93 điểm, phải hơn 93 điểm thì mới được thi cái dòng thứ hai, thì nó đạt đúng 93 điểm. Thì khi mà nó đạt đúng 93 điểm thì nó về nhà nó không muốn thi cái dòng thứ hai nữa, nó nói là nếu mà cái nó đạt 95 thì nó sẽ thi dòng thứ hai, nên nó đạt 93 điểm thì nó không thi, là tại vì nó nói là trong cái trường này là ai cũng giỏi như vậy hết trơn á, nếu mà nó đạt vô 93 điểm thì nó là một cái thành phần trung bình thôi, nhưng mà nó không muốn trung bình, nó muốn lúc nào nó cũng có ê ê, bị từ nhỏ tới lớn nó học là điểm điểm ê không, là straight ê, là từ nhỏ tới lớn nó chưa có biết một con bi là gì luôn, mà nó đặt đặt straight ê, thành ra nó không có muốn vô trong trường đó, rồi nó học rồi nó đạt một cái một con bi nào hết, nó sẽ bị nó sẽ giống như là bị stress mà phải học dữ dội lắm, phải không? Thành ra nó nói là nếu mà nó đạt 95% thì nó sẽ tiếp tục nó thi vòng 2, nhưng mà nó đạt đúng cái điểm mà để thi vòng 2 thôi thì nó không có muốn thi vòng 2, nhưng mà nó sẽ ở lại cái trường của nó, là bởi vì cái trường của nó có cái program nó kêu là AP, là Advanced Program, mà ngày xưa người ta kêu là GT đó, là gifted student đồ này nọ đó, GT là gifted đó, là giống như người ta kêu cái câu là thần đồng ở bên nước Việt Nam mình á, thì nó nói là bây giờ nó học lại cái trường đó, bị cái trường đó nó cũng có cái chương trình là kêu là AP ha, thì nó thà nó lấy điểm E trong cái trường này chứ nó không có chịu vô lấy cái trường này mà nó lấy cái điểm B, thành ra nó không chịu thì mình cũng không có ép nó là muốn thi vô cái dòng 2 mà muốn học cái trường đó như thế nào. Nhưng mà các anh chị em khi mà mình tới cái trường đó là mình cảm thấy nó rất là mình proud, là mình rất là hãnh diện khi mà con của mình nằm trong danh sách được đi thi trong cái trường đó, là tại vì cái trường đó đó nó lọc bao nhiêu học sinh ở khắp mọi nơi luôn đó. Nó chỉ ra có mấy ngàn học sinh thôi để vô high school đó, và nó khi mà học sinh mà vô được cái đó rồi nó còn có mấy trăm học sinh rồi. Mà một khi mà tan trường rồi thấy đầu đen với là đầu trắng đó. Đầu đen đó mặc áo đông không, mặc áo đông trong đó có Trung Đông nè, trong đó có Á Đông mình nè, rồi xong rồi toàn là Mỹ trắng không, nó rất là giỏi mà đừng có ai mà đụng vô những cái học sinh ở bên Mỹ hết trơn, mà trong cái đó trong nước Việt Nam mình nó nhồi nhét, nó nhồi nhét tư tưởng lãnh đạo lãnh tụ gì đó, nó nhồi nhét tất cả những cái này vô đầu học sinh, và học sinh vô trong trường thì nhảy nhót chơi sex tại trong trường luôn, vô trong restroom chơi luôn, hút chất gì tại trong trường học hết trơn luôn, không có thầy cô giáo hả, hiệu trưởng hiệu phó ban giám hiệu gì này nọ của trường học đó không có thể nào mà theo dõi quản lý học sinh được, mà nếu mà theo dõi quản lý học sinh đứa nào mà dụ được là cứ dụ vô là lột đồ ra chấm điểm thôi, cứ hả thầy cô giáo lột đồ học sinh ra là chấm điểm thôi, thì làm sao mà đất nước Việt Nam có nhân tài thật sự được, nhân tài thật sự nước Việt Nam nó đi du học hết trơn rồi, con cháu người nào mà muốn hả muốn muốn thật sự mà lấy bằng cấp thật sự họ đi du học, mà học một khi mà đi du học rồi nó ở luôn là nước Việt Nam, mà có một cái đứa học sinh du học nào mà thật sự mà quay về nước Việt Nam để mà cung phụng cho nước Việt Nam, hay là để làm một nó kêu cái từ gì ta, phục vụ cho đất nước không? Là tại vì về đất nước Việt Nam mà mình phục vụ theo cái cách mà cái chuyện suy nghĩ của mình, cái lối suy nghĩ của mình á, thì nó sẽ diệt hết, nó đâu có cho mình nói, toàn là tiến sĩ giáo sư phó tiến sĩ gì đó lên là muốn đổi một cái ngôn ngữ của đất nước, là muốn muốn đổi vậy đó, không ai lên tiếng hết trơn. Thôi bây giờ không có nói về mặt đến chi, để bữa một cái đề tài khác thì sẽ nói đi ha, bây giờ nói tới đây thì nó đã nhiều lắm rồi. Thì các anh chị em biết ở bên nước ngoài đó con nít nó học nói về cái bài giảng của những thầy cô giáo ha, thì những cái thầy cô giáo trong đất nước Việt Nam á, lên đính chính là phải học hình tam giác, hình vuông, hình tròn, phải không? Tam giác, hình vuông, hình tròn như vậy nè, phải không tất cả các anh chị em? Bữa nay mình cũng vẽ ra đó, nhưng mà cái mình vẽ ra nó có ý nghĩa khác ha, chứ nó không có phải mà vô là đèn chữ đâu. Nói về hoa sen, hoa sen nó tượng trưng cho một cái gì, một người nông dân rất là chất phác, rất là giản dị, phải không? Để mà đó là tại sao mà khi mà mình làm research đó, nó nói về hoa sen đó, giống như là national flower flower của nước nước vậy đó, giống như một cái bông hoa tượng trưng cho một cái quốc gia, cho nên những cái tà áo dài đều có hình bông hoa sen rồi hả, những cái tấm hình mà cô nói tới đầm lầy mà hoa sen, ở trong cái đầm lầy đó hả, nó có rất là nhiều vi khuẩn vi trùng, nó dơ giấy nó bẩn thỉu như vậy, bị
gần bùng mà chẳng hỏi tâm mười bùng là cái câu cái bài có câu thơ của Mạc Đến Chi phải không, cái câu cuối đó. Gần bùng mà chẳng hỏi tâm mười bùng, có nghĩa là cái hoa sen mặc dù nó mọc ở trong cái bùng lầy nó rất là dơ, nó có rất là nhiều cái con vi trùng vi khuẩn nó lội tùm lum ở trong đó hết trơn, nhưng mà mấy người đẹp ở bên nước Việt Nam phải không, cởi đồ ra lội xuống dưới cái đó nó để chụp hình nha, nhìn thấy gớm thì có mình lên nó thiệt nha, con này con kia mà nó chui vô nó làm ổ ở trong đó nữa là coi như là bị bệnh luôn á. Mà đất nước Việt Nam mình như là đầu óc người dân không có nghĩ tới những cái điều này, chỉ là cảm thấy nổi tiếng được là chơi tới luôn chứ, lột đồ ra lội sình lội mương để chụp hình như vậy đó phải không. Thành ra cái kiến thức mà thật sự ở trong đất nước Việt Nam mình á, mà để cho cái đời sau nó noi gương, nó noi nó đi theo nó rất là khó phải không? Là tại vì cái người lớn đã đi sai thì làm sao cái đám trẻ nó có thể đi đúng được. Như cái thằng Hồ Mất Dạy, Hồ Ngọc Đại, Hồ Mất Dạy á, nó nói là chỉ cần 30 năm thôi là sẽ thay đổi được cái ngôn ngữ thì sẽ ra một cái dân tộc lạ. Thì phải rồi, dân tộc lạ thì cũng đúng, là tại vì hiện tại bây giờ nó đang phá cái ngôn ngữ của mình, nó đang phá cái ngôn ngữ là tượng trưng cho một cái lời ăn tiếng nói của một dân tộc mà nó cho nó phá như vậy. Thì nó chỉ trong vòng 30 năm thì đúng rồi, 30 năm là thành ra một cái thế hệ rưỡi rồi, là two generation này. Đó là 1-1.5 tới hai cái generations, hai cái thế hệ rồi. Thì nó biến thành một cái dân tộc lạ, mà cái dân tộc này sẽ không lạ nữa, lúc đó nó không còn lạ nữa, mà nó sẽ thành quen, là tại vì bây giờ nó đã từ từ hán hóa ra để mà biến một cái nước Việt Nam, một cái nước độc lập, nước Việt Nam mà bao đời ông cha luôn nha, phải làm đủ mọi cách, phải là đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, phất ngọn cờ vàng đồ này nọ để mà lấy được cái lãnh thổ Việt Nam, giữ vững được cái lãnh thổ Việt Nam ha. Để mà ngày hôm nay có được cái mảnh đất tên là Việt Nam ngày hôm nay, là bao nhiêu đời ông cha phải dựng cờ khởi nghĩa, là phải đánh đuổi giặc Nguyên, đánh đuổi quân Hán ra khỏi cái lãnh thổ của mình và chiếm những cái lãnh thổ mà họ đã đóng đó, để mà thành lập một cái đất nước Việt Nam đó. Thì ngày hôm nay nó muốn phá là nó phá đó. Mà tại sao nó phá được? Cái thứ nhất là nó có sự ủng hộ, nó có sự là backup đó, của tụi Trung Cộng. Cái thứ nhì là nó có cái tụi Việt Giang là cái tụi Việt Cộng, và cái thứ ba nó thảy ra hai thằng già để mà nó làm náo loạn hết. Mà người dân Việt Nam mình nói đừng có chú tâm chú ý vào cái ngôn ngữ này, mà chúng ta phải tập trung vào những cái chuyện khác, là để đừng có dính vô cái bẫy của cộng sản này. Xin lỗi tất cả các anh chị em nha, Việt Nam mình là coi như là xung quanh là bị bao bọc rồi, nó đánh người Việt của mình tứ phía rồi. Bây giờ không phải tứ phía nữa mà như là thành vòng tròn rồi, không? Góc nào đi ra cũng bị đụng hết đó, đường nào đi ra cũng bị đụng hết đó. Mình nằm trong vòng tròn tứ phía, ít nhất còn đường hẻ để mà sống, không? cái con đường nó mở ra để mà mình lọt ra ngoài mình sống, không có đâu. Nó thành một cái vòng tròn, nó bao bọc cái đất nước Việt Nam, mà nó bao bọc con người Việt Nam, và nó làm cho mọi thứ nó hỗn loạn lên hết trơn. Nó hỗn loạn lên như vậy, dân sẽ mệt mỏi. Thì bây giờ sao cũng được hết trơn, bây giờ mệt quá rồi. Từ phải kiếm miếng ăn, miếng uống. Và bây giờ cái chuyện học của con cái mà nó không cho cha mẹ nhúng tay vô. Ở nó mà không cho cha mẹ, cha không cho cha mẹ nhúng tay vô. Ủa, cha mẹ là người đóng tiền cho con đi học mà. Làm sao cách nào mà không cho cha mẹ nhúng tay vô. Cái thằng chưa có thấy một cái thằng nào mà mất dạy như tới mức độ này hết trơn á. Chừng nào chính phủ đi, nuôi con đi, mà nuôi luôn cả cha mẹ thì cha mẹ sẽ không nhúng tay vô. Bị cha mẹ ngồi đó về nhà chỉ có nấu ăn nấu nước cho con thôi. Nếu mà nó căng tơ mặn nhện sao ra được hả? Có nghĩa là nó bao bọc người Việt mình bây giờ không phải là tứ bề thọ địch gì nữa hết trơn á. Mà là nó giống như là một cái hình tròn, giống như một cái người bạn nói, nó như cái mạng nhện, nó cái spider web. Nó chặt hết trơn luôn á. Nó không cho người dân của mình có đường thở nữa. Và trong khoảng thời gian này thì nó chiếm đất, nó ký những cái văn bản công văn nào đó để mà giao đất giao biển và bàn giao cho tụi Trung Cộng ha. Khoảng thời gian này thì nó lại muốn hán hóa người Việt của mình bằng cách là qua cái ngôn ngữ đồng tiền tệ của đất nước nữa. Thì coi như là mọi thứ trong đất nước Việt Nam mình đó, là người Việt của mình không còn cái đường nào để mà có thể suy nghĩ được hết trơn, ngoại trừ có một chuyện duy nhất thôi, là xuống dưới đường nói lên cái chính kiến của mình.
Nó rất là đơn giản như vậy đó. Nó không có cái gì mà gọi là... Bây giờ nếu mà mình không có thích cái điều đó thì mình lên tiếng thôi. Nói về con nít Việt Nam, cái người, một cái người cô giáo, những cái thầy bậc cô giáo mà ngày hôm nay nói là tôi là người dạy văn hay là dạy gì cho lớp tiểu học gì đó, thì tôi có thể là có cái khả năng lên nói ha. Mình đã nói với cả các anh chị em rồi, mình không có phải là thầy cô giáo nha. Nếu mà mình có dạy lớp ngày xưa, có dạy lớp qua, và cái lớp của mình dạy là cái lớp khác, nó không có đụng chạm gì tới con nít hết trơn đó, là dạy advanced class, giống như là business communication cho cái người lớn vậy đó, làm dùng cái body language của mình, rồi cách mình phải dẫn dắt như thế nào để cho một cái business nó có more customer hay là more clients rồi này nọ ha, là cách mà mình dạy. Mà khi mà mình dạy như vậy đó thì một cái lớp nó chỉ có một tháng hay là một tháng mình dạy có hai lớp thôi, nó là advanced class, mọi người phải đăng ký vô thì mình mới đứng ra mình dạy được. Còn cái này bây giờ nếu mà nói về trẻ thơ, trẻ nhỏ và những cái mầm non tương lai của đất nước rồi này nọ đó, thì đấy là lấy kinh nghiệm. Có con nhỏ, khi mà đưa con nhỏ tới trường học, mình đã từng làm volunteer ở trong những cái lớp học đó và dọn dẹp và những cái, thì đa số là trong trường học con nít nó mở mắt ra từ cái ngày sanh đẻ nó ra, nó lớn lên cho tới học lớp 1, lớp 2, lớp 3 này nọ, đa số là nó nhìn màu sắc, các anh chị em, nó nhìn màu sắc thôi, nó không có nhìn thấy cái gì mà ngoài màu sắc đó, còn tên tuổi đồ này nọ của nó, nó viết tán lạng ở bên đó. Đi vô trong trường học, thầy cô giáo biết của nó là cái tên, chẳng hạn nó bây giờ nó tên Thảo đi, thấy không, thì cô giáo ghi chữ Thảo, để mình lật cái tờ giấy này ra mình ghi đi, cho nó dễ. Vô cái bàn ngồi để nó biết được là nó ngồi chỗ nào. Bị một cái lớp đó trung bình đó là cũng khoảng 12 cho tới 22 học sinh. Cái khoảng cái lớp học của nó là như vậy đó. Đi vô trong trường học, trên bàn những cái bàn học sinh đó, nó toàn là crayon không à, viết chì, number 2 pencil, pencil number 2 vậy thôi, với lại crayon thôi, không có gì hết trơn á. Còn trong những cái đó, học sinh nó trong lớp học nó chỉ có như đây thôi đó. Nó không có cần phải ngồi phải khoanh tay hay nó ngồi theo cái định hướng là phải ngồi ngay ngắn như vậy không. Nó chỉ ngồi ngay cái bàn đó và chuyện đầu tiên nó vô là nó thấy cái tên của nó rồi. Và học sinh lúc mà tuổi nhỏ không có đứa nào mà nó học, nó biết viết cái tên nó không biết nhìn mặt chữ. Và thầy cô giáo ngày hôm nay mất dạy, ở bên nước Việt Nam mất dạy không? Nhớ tất cả các anh chị em nhớ cái từ sen này không? Cái một nhỏ cô giáo đó, nó nói là từ gì, tiếng và từ đó là phải vỗ tay cho tất cả các anh chị, các học sinh biết. Rồi nó mới chia ra thành một cái ô. Rồi nó kêu người ta mỏi từ vô. Vậy cái chữ sen này nó có chữ, có chữ mình đọc phát âm mà thành cái chữ tiếng Việt nó rất là khó ha. Chữ S, chữ S, chữ E và chữ N á. Làm sao học, đứa học sinh nó nói là học sinh không có biết chữ. Bây giờ phải phiên âm ra, phải tách ra hai cái chữ đó để cho học sinh nó điền vô mấy câu này. Vậy bây giờ trong đây nó có ba cái lá rồi, nó ba cái chữ như vậy. Vậy tại sao nó có hai cái ô thôi? Rồi học sinh biết cái chữ, cái ô nào nó sẽ là hai từ, một cái ô nào một từ thôi, một cái chữ thôi. Chữ thí hả? Cải cách nha. Ok, một hồi nó chỉ ghi chữ thí ha. Cải cách ha. Thì bây giờ không biết, nếu mà mình nhìn vô á, nếu mà kêu mình viết vô cái này thì mình sẽ chia thành ba cái ô chứ mới đúng chứ. Tại sao mình đã cho nó nói hai cái từ này là vô một ô. Vậy bây giờ mình chia ra làm ba đi. Mình sẽ chia làm ba bị cái học sinh nhìn vô thấy ba đàng hoàng mà. Đúng không? Học sinh nhìn vô thấy ba đàng hoàng. Học sinh nhìn vô thấy ba, mình nhìn vô cũng thấy ba như vậy đó. Thì làm sao mà nó nói là học sinh không có biết chữ, biết từ gì hết trơn. Thì bây giờ phải làm ra như vậy để cho học sinh biết. Vậy tại sao không dạy nó từ đầu là từ những cái từ đó, nó là A, B, C ra, A, B, C, D ra. Chẳng hạn như trong bên Mỹ người ta dạy, người ta viết ra như vậy, chữ A đi, phải không? Thì chẳng hạn như bây giờ trong cái sách mà nó có cái từ nè, cái nè, hoặc là trái cà nè, có thiếu gì mà cái từ đấy mà nó cho học sinh nó phân biệt được
cái tên nó rất là nhiều. Mà tại sao nó không có làm được như vậy? Mà nó nói là phải vỗ tay. Nhiều đứa học sinh nó vô trong trường học, tụi đó nó vô trong trường học nó lăn ra nó ngủ nữa. Thì làm sao mà ngồi đó vỗ tay cho nó nghe được cái tiếng và cái từ? Đồ điên. Bưng bô cho cái đảng cộng sản này hả? Thầy cô giáo là tội đồ đó. Là hả, xóa đi cái nền giáo dục của nước Việt Nam mà tiếp tay cho đảng cộng sản á ha. Còn bây giờ mình nói làm sao, vô trong trường học mấy đứa học sinh á, trong cái bàn học của mấy đứa học sinh á, đa số là crayons không à, những cái cây viết chì mà màu sáp như thế này nó rất là nhiều, nó có một cái rổ, bàn học nào của nó cũng có từng rổ vậy nè, cho tụi con mấy đứa nhỏ nó chơi. Thì bây giờ á, nếu mà muốn, bây giờ nó muốn cải cách phải không, nó muốn viết tròn vuông tam giác phải không, để mình chỉ cho. Tròn vuông tam giác này cũng dễ lắm. Con nít nó học là từ cái gì? Màu sắc trước. Thì trong cái bàn học của nó đó, nó toàn là màu sắc không à. Mà ba cái màu trắng đó mà nó học đầu tiên nhất đó là màu gì? Nó kêu là primary colors. Là bên đây. Mình viết sẵn rồi. Cái primary color ha. Rồi xong rồi kế là secondary color. Rồi nó mới từ primary color, secondary color nó mới ra cái complementary colors. Thì đa số là học sinh ở trong trường nó vẽ không à, thầy cô giáo đưa nó vẽ đông vẽ tây vẽ nó ra màu không à, từ đó cô giáo mới dạy qua màu đỏ, màu xanh, màu vàng, rồi từ màu này mix qua màu kia. Bởi trong trường học tại sao nó có crayon mà nó có Play-Doh, có những cái thứ này để học sinh nó chơi không à. Nó vô trong trường học là tuổi đó là tuổi chơi và nó chỉ bắt đầu nhận thức từ ABC, bắt đầu màu sắc không à. Mà trong trường học nước Việt Nam, nước xã hội mà không, vô như là hả, một cái xã hội mà ngồi im vậy nè, rồi hả, thầy cô giáo mặt mày không có biểu cảm, không có một cái nụ cười, không có một cái gì hết trơn, cầm cây chỉ rồi cái gõ bạn kêu người ta đọc vậy thôi, chứ không kêu một cái dùng cái danh từ nào hết trơn, không có một cái friendly nào, mà không có một cái body language nào để mà hả làm cho học sinh nó có cái sự sống ở trong lớp học và nó tiếp tục nó học hết. Khi mà nói về màu sắc đó, học sinh ở trong nước, ở học sinh ở bên đây nó chơi màu, nó tối ngày nó vẽ crayon không à. Giờ muốn ba hình tam giác này phải không? Muốn chơi hình tam giác, hình vuông, hình tròn phải không? Để chơi cho ha. Người ta sẽ cho nó vẽ. Nó ngồi nó cứ vẽ, nó vẽ đông, vẽ tay, nó vẽ cái gì cũng được hết trơn á. Người ta sẽ nói là những cái hình vẽ này. Và người ta chỉ cho nó biết là cái màu nào là cái màu chánh, nó kêu là primary color, rồi sau đó nó sẽ ra cái secondary colors. Mình không biết cái từ primary với lại secondary, cái màu thứ nhất. Primary là màu trắng, rồi cái secondary là cái màu thứ nhì ha. Rồi từ cái màu thứ nhì nó cộng lại với nhau và nó cho chơi Play-Doh. Ở trong lớp học nó trộn màu lại với nhau để cho nó phát ra một cái màu khác. Và từ đó nó mới dạy cho con nít là creativity. Cái creative của con nít đó. Người ta làm, người ta vẽ ra như vậy nè, người ta mới nói lại với nhau, người ta mới nói là thành một cái hình tam giác. Rồi có cô giáo có thể dạy what is shape, what is this shape, thì người ta có thể dạy nó là cái này là cái hình tròn, từ đó thì nó sẽ ra cái hình tam giác, rồi người ta mới dạy nó từ từ để cho nó phân biệt thôi, nhưng mà không cần phải nó nhớ, mà nó chỉ ngoạc ngoạc thôi nó cũng ra nữa. Rồi sau đó có rồi, nếu mà là hình vuông phải không, ok cho hình vuông. Người ta cũng làm y chang như vậy đó, người ta cũng cho nó tô vô những cái hình vuông như vậy, người ta cộng hai cái màu lại. Rồi cho ra cái màu khác, cho ra màu thứ ba ha. Cho ra cái màu thứ ba người ta cũng cộng như vậy đó, nó vẽ nguệch ngoạc như vậy nè. Còn cái tên của nó không có cần nó phải viết nắng nốt tiếng đẹp hay là chữ phải đẹp hay cái gì đó, không cần. Chẳng hạn như mình nói cái tên nó là tên Thảo đi phải không?
cái tên Thảo như vậy đi. Một cái đứa học sinh nó biết là cái tên này của nó recognize cái tên của nó rồi, nó nhận ra cái mặt chữ nó rồi, nhưng mà nó không cần phải viết theo cái nguyên tắc đó là phải chữ này chữ kia chữ nọ, chứ không nó có thể viết cái chữ chữ T ở chỗ này, nó có viết chữ H ở chỗ này, nó có thể viết chữ E ở chỗ này, nó có viết chữ O ở chỗ này, và nó có thể bỏ dấu hỏi ở chỗ này cũng được, nó miễn là thầy cô giáo nhìn được cái trang đó ráp hết là những cái chữ này lại với nhau là biết cái tên nó nằm rồi. Người ta không có bắt buộc nó phải là viết đúng như vậy, người ta không có cần. Nhìn thấy những bậc cha mẹ tự biến con mình thành một cái con vật, một cái con chuột bạch, để cho thầy cô giáo tự giao con mình cho chứng ác luôn, để cho thầy cô giáo muốn làm gì thì làm, muốn dạy như thế nào. Thầy cô giáo trong trường cái máy trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một cái bằng sát xanh trong tay, không phải là cái bằng dạy học nữa mà là cái bằng sát xanh trong tay. Muốn tán con mình là tán, muốn đập con mình là đập con mình, mà viết chữ không đúng, không có theo cái ý nghĩa của, không có theo cái cách của thầy cô giáo, là thầy cô giáo tán như bạc tay một bạc tay, hay là hả lấy thước khẽ lên tay của con mình, đập vô cái mông của con mình như vậy, mà cha mẹ không ai dám lên tiếng hết trơn á. Mình nói thiệt một câu, con của mình mà đi học nha, thầy cô giáo chỉ cần đụng một ngón tay vô con của mình thôi là ngày hôm sau là có chuyện rồi đó, là mình đã lên tới cái trường học đó rồi đó, hoặc là hả là mình làm đủ mọi cách. Nhưng mà ở bên nước Mỹ này nó không có cái chuyện đó nó xảy ra, thành ra mình không có thể nào mà mình so sánh được hết trơn. Một đứa con nít nó đi học nó đâu có biết cái gì ngoài trừ hả vô là múa hát chơi màu vẽ không à, và nó có thể vẽ bất cứ cái gì, nó có thể vẽ một cái giò đường, nó kêu là rainbow đó, nó có thể vẽ bất cứ cái lần nào ra, rồi người ta bắt đầu mới kêu nó bữa nay vẽ rainbow. Thì trong trường học, xung quanh cái trường học đó, cái lớp học đó toàn là màu sắc chữ cái và hình ảnh con bò, con gà, con này, con kia, để cho nó nhận thứ được cái chữ đó, nó ra cái này, nó ra cái này, chứ không phải là bắt người ta vô học hả ô vuông ô tròn như thế này đâu, không có đâu. Mà người ta cũng có thể dạy ô vuông ô tròn, nhưng mà từ cái ô vuông ô tròn này ra, nó từ ở đâu nó ra, mà người ta chỉ chơi theo cái kiểu mà vẽ hình thôi, cho một đứa con nít thôi. Bị trong nước đứa con nít nó chỉ nhận thức được màu sắc thôi và cái hình dạng của cái gì đó thôi, chứ nó không có mà phải bỏ chữ vô những cái hổ đó đâu. Không có cái chuyện đó, nó xảy ra ở tại nước Mỹ này. Mà vô trong trường học hầu như là bàn ghế chỗ nào học sinh ngồi là có màu sắc ở chỗ đó, có crayon chỗ đó. Nhưng mà hả cha mẹ là những người chữ thí thành chữ thúi hả, thôi đi giờ thà cải cách cái chữ thí chữ thúi đó nha. Mình mới sực nhớ lại hồi ngày hôm qua mình thấy ai viết cái trong cái Facebook nè, mình thấy ai viết trong chữ chữ thí không, là chữ thúi này đọc là thúi không, mà chữ thí. Nhưng mà ngày hôm qua mình thấy được trong cái Facebook người nào viết cái từ gì nào, ý nghĩa, cái chữ là ý nghĩa, mà cái người bạn đã viết như thế này, ý nghĩa đó, chữ y ngắn ha. Khi mà mình nhìn thấy cái chữ đó mình bất mãn vô cùng, bất mãn vô cùng với chữ ý nghĩa đó. Nếu mà viết cái chữ ý nghĩa đó là như thế này, viết cái trên cái Facebook nó như vậy, mình không comment vô luôn. Mình nhìn thấy rồi mình lắc đầu, mình không thể nào mà mình comment vô mà nói được nữa hết. Bởi vì cho nên mình yêu cầu tất cả các anh chị em ở trong Facebook á, khi mà các anh chị em muốn viết một cái câu nào đó, hoặc là viết một cái câu văn, hay là một cái lời biện minh, biện mạch, hay là cái biện luận gì đó của các anh chị em trên Facebook, một những cái comments á, làm ơn viết cho nó đúng chính tả. Cái thứ nhất là mặc dù là mình có thể viết sai chính tả, thì chính bản thân mình cũng viết sai chính tả, là tại vì khi mà mình bấm ở trong cái phone đó, mình viết ra bằng tiếng Việt đó, không hiểu tại sao có nhiều từ nó không nhảy ra, mà mình chỉnh sửa cỡ nào nó cũng không mới ra nữa, mình cũng không hiểu tại sao nữa. Mình biết là nó sai đó, nhưng mà mình phải dùng cái từ khác nó thế vô thôi, chứ mình không có thể nào mà mình chỉnh theo cái chữ mà mình muốn được hết. Thành ra có nhiều lúc cái limit ở trong đó mình không có thích. Nhưng mà khi mà mình viết bằng tay ra đó, nó rất là chuẩn, là tại vì có thể xóa được, phải không? Như là Hồ Chí Minh chơi toàn viết chị không á, già đầu vậy đó, nói hai mấy thứ tiếng luôn á, chơi toàn viết chị không à. Thì
mình không có thích cái chuyện đó nó xảy ra, nhất là đặc biệt trong cái thời thế ngày hôm nay, khi mà cái đất nước Việt Nam mình á, tụi cộng sản, tụi Việt Cộng đó, nó được lệnh của tụi Tàu Cộng rồi, muốn xóa sổ đi một cái dân tộc thì phải xóa đi cái nguồn gốc văn hóa và cái ngôn ngữ của cái đất nước đó. Và ngôn ngữ ngày hôm nay đang bị sỉ nhục một cách trầm trọng luôn, mà những cái người bạn trẻ trong đất nước Việt Nam á, mà cái tập tành theo cái lối viết chữ không ra chữ mà nghĩa cũng không ra nghĩa đó, là chẳng khác nào mình đưa đẩy mình vào cái chồng mà tụi cộng sản Trung Cộng và tụi cộng sản Việt Giang Việt Cộng đó nó đã lồng vô cho chúng ta rồi. Chúng ta tự chui vô cái chồng đó, vì con người của chúng ta tự động chui vô, mặc dù biết nó sai vẫn đâm đầu chui vô, là tại vì mình không có cái tự ái dân tộc của mình. Mình không có lôi được cái tự ái này ra để mà mình biết được là cái sai thì mình phải làm cho nó đúng. Cái nào đúng thì làm đúng, còn cái nào sai là mình phải không có dùng tới đi. Không có đâu, bây giờ sai đúng gì nó cũng tán lạng hết trơn á. Mà hả, hình như là người nào hả mà viết, tại sao mình không có trả lời những cái tin nhắn của những cái bạn nào mà cứ viết chữ vô á hả, là chẳng hạn như chữ này nè, mình không có hiểu là mình ha, xưng mình đó, mình là tôi á, ai á, viết toàn là chữ này không à, viết thành ra như vậy nè, nhưng mà cái chữ chánh của nó là như vậy, nó đâu có thêm, nó đâu có mất thời gian thêm đâu tất cả các anh chị em, nó đâu có mất thời gian thêm đâu, mà là viết ra cái chữ như thế này nè, mà gửi cho mình. Một khi mà Thanh Lưng mà nhận được những cái message mà viết chữ không ra chữ như thế này đó, mà nó theo cái lối mà kiểu chữ cải cách của mấy cái thằng già mất dạy trong đất nước Việt Nam đó, gọi là phó tiến sĩ, phó giáo sư rồi này nọ đó, là lập tức không có trả lời những cái tin nhắn này. Bây giờ dù có nói cỡ nào đi nữa mình cũng vẫn không trả lời, là tự gì á, đối với mình á, mình đọc không hiểu. Cái thứ nhất là không có tôn trọng cái người mà một khi mình viết một cái gì đó mình gửi cho một cái người nào đó, mình phải tôn trọng người ta, là mình phải viết cho nó đúng ha. Còn cái chữ gì, cái chữ gì như thế này viết ra như vậy nó đâu có mất thời gian tất cả các anh chị em, nó viết ra như vậy nó đâu có mất thời gian đâu, tại sao phải dùng một cái chữ như thế này, một cái la đồ chê như thế này để mà thay thế nữa thôi, mà nó viết ra như vậy nó đâu có mất thời gian đâu, nó đâu có mất thêm thời gian đâu, mà mình giữ được cái spelling của mình, cái đánh vần của mình nữa, và giữ được cái ngôn ngữ của mình nữa, mà mình biết được trong cái thời thế này là cái thời thế mà đang bị sỉ nhục và đang bị xóa sổ nước Việt Nam bằng qua cái ngôn ngữ tiền bạc và những cái đường khác, thì tại sao mình phải đâm đầu vô vậy? Mình biết là nó đang gài mình biết là nó đang hán hóa mình, nên mình biết nó đang sỉ vả cái dân tộc của mình như vậy, mà mình chính bản thân mình đâm đầu vô như vậy, thì đừng có nói là hả là tại với bị hay là tất cả những cái lý do nào bla 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 nào trên thế giới này nó có nhiều lý do như vậy đâu, chính bản thân mình nhào vô mà, chính người Việt của mình tự động đâm vào những cái bẫy của tụi Việt Cộng nó gài ra. Chẳng hạn như bây giờ nói về tiền tệ, tiền tệ là một cái hả cái bề mặt nổi của một quốc gia, nhưng mà nó cho hả nguyên cái đường biên giới ở ta 6-7 tỉnh ở đường biên giới ở bên ngoài Bắc xài cái đồng tiền đó, bộ cái đồng tiền đó nó không biết chạy đi à, nó không biết lưu hành vô trong từ người này qua tay người khác à, buôn bán với nhau à. Rồi bây giờ nói hả chỉ có mấy cái đường biên giới là tự nhiên nó sát ngay cái đường biên giới đó, vậy chứ Nha Trang Đà Nẵng đâu có ngay đường biên giới đó đâu, nó cũng xài luôn đó, người ta cũng xài luôn đó, là tự dân tộc của mình không có cái tự ái đó. Đồng tiền đừng nói đồng tiền nó không biết chạy đi vòng vòng, nó không có sang tay người này, nó sang tay người kia. Vậy chứ cái đường biên giới mở cửa ra, dân Trung Cộng á hả là nó tự lái xe vô đất nước của mình, nó nói là được 180 km. Vậy có thằng công an nào, thằng cơ động nào, mà cái thằng hải quan nào chạy theo cái xe đó đo được đúng 180 km không? Nhưng mà nó để cho người ta chạy vô, nó nói là được trong cái phạm vi là 180 km. Mấy cái thằng công an, mấy thằng cơ động trong đất nước Việt Nam, nó thấy những cái bản số xe của thằng Trung Cộng vô, nhìn sợ thấy mụ nội nó luôn. Nó có thằng nào dám chận cái xe đó lại để mà hỏi không? Là mày chạy lố hơn 181 km là mày phải giật lùi lại. Có thằng công an nào mày dám làm vậy không? Nhưng mà nó chỉ nhìn vô dân Việt Nam mà nó đập thôi à. Nó nhìn vô dân Việt Nam mình hả, người nào mà chạy xe ô tô đó
là dân có tiền, dân đại gia, dân này dân nọ, là nó tấp vô đi, không bắt bẻ được cái này cũng bắt bẻ được cái kia, không gom được 100 ngàn này cũng gom được mấy trăm ngàn khác, đường nào nó cũng gom được tiền hết đó. Có một cái người chị ở trong đất nước Việt Nam, người này ở ở đâu ta, người này ở Kiên Giang hả, cái vùng ở miền Tây đó, Kiên Giang hay sao, ở vùng nào, ở vùng vòng vòng chỗ đó đó. Nói sao đúng không, trời ơi em ơi đừng có lo, mấy người công an này cũng dễ xử lắm, không có gì khó trơn á, hỏi xử xử sao. Mình đi ra ngoài đường mình chỉ cầm theo có 100 ngàn à, không mình không biết 100 ngàn trị giá trong đất nước Việt Nam là như cầm theo 100 ngàn à. Nó có thổi làm khó mình đưa 100 ngàn là anh đi dễ ẹt à, không có lo gì hết trơn á. Trả lời vậy đó, biết sai nhưng mà vẫn làm sai. Một cái đất nước sai như vậy, một cái từ trên xuống dưới nó sai là từ một cái đứa con nít nó cũng học sai luôn rồi. Tự nhiên nó tấp mình vô nói vài ba câu cái mình đưa nó 100 ngàn ấy, cho mình đi, cái lần sau nó làm được lần đầu tiên nó sẽ làm lần thứ nhì, mà 100 ngàn dễ lấy quá, lần sau nó tăng lên 200 ngàn, lần sau nữa nó sẽ tăng lên 300 ngàn, bây giờ dễ quá rồi. Như vậy đó là thành ra nó cứ thằng nào nó cũng ăn kiểu đó hết trơn, và thằng người nào cũng chi kiểu đó hết trơn. Một đất nước nó không loạn sao được, nó không có nề nếp, nó không có trật tự, nó không có gì hết trơn á, mà người dân chấp nhận như vậy, người dân chịu. Thử hỏi đi, một cái đất nước mà cái thằng giặc kế bên, mà cái thằng bao nhiêu ngàn năm nay à, nói tới đó để mình đọc cái khúc này cho nha. Cái bài này á, giống như là cái một trong những cái cuốn sách của bằng một ký thật hả, là 100 ngàn bằng một ký thật hả, ok 100 ngàn bằng ký thật, cái tính là vậy đi, không biết là bao nhiêu nữa. Nhưng mà người dân á, chính cái người chị này nói luôn nha, đối với tụi công an này cũng dễ xử lắm em, hễ mà nó đi ra ngoài đường cầm thủ sẵn 100 nữa nghe là biết chắc chắn là phải chi 100 này cho thằng công an mới được đi qua hay sao á, biết chắc là như vậy luôn đặng đi qua. Thành ra lúc nào cũng thủ sẵn 100 ngàn hết trơn á, lỡ mà cái thằng công an nào mà nó quét mình một cái, mình đưa nó 100 ngàn mà đi tiếp. Ủa sao kỳ vậy? Nói tới cái bài bài thơ Tháp 10 đẹp nhất bông sen đi ha, không biết cái thằng Việt Cộng nào nó ăn cắp thơ, thì chắc chắn là nó ăn cắp thơ của nó, dùng nó không có dùng hết những cái lời văn hay là ngôn từ của Mạc Đĩnh Chi đâu. Mình nhìn đọc cái bài thơ mà Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Hồ Tặc đó, thì mình nghe cái bài thơ này tự nhiên mình sực nhớ tới cái bản nhạc, cái bài thơ của Mạc Đĩnh Chi là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trang nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà kho mà chẳng hôi tanh mùi bùn á. Thì mình tự nhiên mình sực nhớ cái bài thơ mà dạy trên mấy đứa con nít đó. Bây giờ đó là tháp 10 đẹp nhất bông sen, bây giờ một đứa con nít nó đứng lên nó hỏi tháp 10 nằm đâu cô, thậm chí có nhiều thầy cô giáo chưa bao giờ tới cái tháp 10 đó, là nằm ở chỗ nào, nó nằm ở vùng nào, nằm tháp 10 chắc là nằm ở Đồng Tháp không, nhưng mà có rất là nhiều bảo đảm những cái thầy cô ở những cái vùng khác như là Đà Nẵng hay là Nha Trang hay là Sài Gòn không biết cái tháp 10 nằm khúc nào. Mà bây giờ hả, đọc thầy cô giáo thậm chí cũng là một con vẹt luôn mà dạy ra những cái đàn vẹt nhỏ, đàn vẹt con, rồi ngồi đó tháp 10 đẹp nhất bông sen, rồi bây giờ có cái bông sen nào ở trong cái lớp đó để mà cho những cái đứa học sinh này, để cho những cái đứa học sinh này nó biết được cái bông sen nó đẹp mà nó sạch như thế nào, cái tháp 10 nó nằm ở đâu, trong tháp 10 nó có cái gì, không có biết một cái, không có nói về một cái lịch sử nào của một cái tháp 10 này hết, mà tự đọc tự nhiên cái thằng Việt Cộng làm thơ ăn cắp thơ trộm thơ của một người khác, mà cái người mà khi mà các bạn đọc cái bài thơ đi là trong đầu của mình nó nổi ra cái bài thơ của Mạnh Đến Chi liền, thành ra cho nên mình bữa nay mình mới phải viết cái bản nhạc, cái bài thơ của Mạnh Đến Chi lên như vậy đó. Rồi bây giờ những cái đứa trẻ này nó không có được quyền đặt câu hỏi, là tại vì khi mà cô giáo dạy như một con vẹt vậy đó, nó nhìn vô những cái ô vuông nó đọc như vậy đó, nó không có cái hình ảnh hoa sen và nó cũng không có cái hình ảnh tháp 10. Rồi Việt Nam, cái đất nước Việt Nam, cái hình ảnh của đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau cũng không được dạy ra, trong một cái lớp học không có một cái hình bản đồ nước Việt Nam, và cô giáo phải nói là cái hình ảnh nước Việt Nam nó như thế nào. Ở bên Mỹ này nha, khi mà một thầy cô giáo dạy cái nào đó ra đặt câu hỏi liền, học sinh ở dưới là phải tự phát biểu ra, phải giơ tay lên phải nói như thế nào để cho biết được là hôm nay cô giáo họ dạy vậy nó có hiểu hay không. Rồi bây giờ nói là tháp là Việt Nam đẹp nhất, ok nước Việt Nam, cái tên nước Việt Nam nó nói tiếng Việt đó, nó biết nó đang ở trong cái lãnh thổ nước Việt Nam đó, nhưng mà cái lãnh thổ nước Việt Nam, cái hình dạng lãnh thổ nước Việt Nam như thế nào, bị thằng Việt Cộng nó giao đất cho thằng Trung Cộng hết bao nhiêu km rồi, rồi những cái cột mốc biên giới đó nó bị eo hẹp lại như thế nào, nó bị dời đi,
bị mất đi bao nhiêu km đường biển bị mất nữa. Thầy cô giáo dám mà dạy ra những cái điều này không? Nếu mà một đứa học sinh thôi nó đặt ra hỏi, bản đồ nước Việt Nam đâu con? Đẩy ra đi, từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau. Về nhà nó sẽ nói cho ba mẹ nó biết, ba mẹ ở nhà cha mẹ là một thầy cô giáo đầu tiên của một cái cuộc đời một con người nha. Là cha mẹ đẻ ra, cha mẹ chính là, ngoài cái nhiệm vụ là cha mẹ ra cũng là một thầy cô giáo nữa. Bây giờ đem về nhà đọc như vậy, cha mẹ nói vậy con biết cái hình ảnh nước Việt Nam nó nhìn như thế nào hay không? Trong đất nước Việt Nam học bảo đảm là không có một người cha mẹ nào mà có thể đặt những câu hỏi này lại cho con của mình để có một cái cuộc nói chuyện. Là cái đất nước Việt Nam, ok, Việt Nam đẹp nhất, ok, Việt Nam đẹp nhất mình biết rồi đó, mình sống ở trong nước Việt Nam rồi đó. Vậy chứ cái hình ảnh nước Việt Nam nó như thế nào? Bây giờ đưa cái hình ảnh nó ra, bây giờ tự nhiên mất ba cái lãnh thổ, cái được cái bản đồ mới nhất mà Trung Cộng nó vẽ ở bên cái nước Ukraine hả? Ba cái lãnh thổ đó bị mất rồi. Bây giờ thầy cô giáo giải nghĩa sao đây? Ải Nam Quan đâu? Ải Nam Quan, Mũi Cà Mau đâu? Rồi những cái con đường này, rồi biển cả nước Việt Nam nằm chỗ nào để cho dạy con cái không? Rồi đẹp nhất có tên Bác Hồ. Để thằng đó hả về nhà, một đứa học sinh đứng lên nó hỏi, Bác Hồ là ai? Thầy cô giáo sẽ dạy như thế nào? Bác Hồ là một cái tên thiếu tá Hồ Quang được cài cắm hả từ Trung Quốc đem về trong đất nước Việt Nam. Nó là hả tội đồ dân tộc, giết bao nhiêu ngàn người ở cuộc cải cách ruộng đất, rồi hả phát động phong trào vô chiếm miền Nam, cướp miền Nam. Ngày hôm nay chúng ta tôn sùng nó lên làm lãnh tụ, có dám nói những câu này không? Một đứa học sinh chỉ đặt ra hỏi thôi, vậy Bác Hồ là ai? Hồi nào giờ con đẻ ra con thấy có cha, có mẹ, có ông bà ngoại, có ông bà nội, có cô chú bác xung quanh của con thôi à. Con chưa có biết thằng Bác Hồ là thằng nào hết trơn á. Vậy chứ cô giáo có biết không? Vậy cô giáo giải thích ra đây, bị cô giáo, chính người cô giáo là những con vẹt dạy ra là phải tôn sùng một cái người mà nó không bao giờ biết. Nó không bao giờ biết những cái nhân vật này. Vậy bây giờ nó hỏi cô giáo tả Bác Hồ cho con đi. Bác Hồ là nhân vật nào mà chúng ta phải nói tới nhân vật này hoài vậy? Cô giáo dám ngồi tả không? Hồ Chí Minh tức là Hồ Quang tức là một cái thiếu tá được cài cắm vào nước Việt Nam mình, đang cướp nước Việt Nam mình, dám nói câu đó không? Nhưng mà cái đất nước Việt Nam mình bị một cái bọn Việt gian gọi là Việt Cộng, nó nằm ở cái bộ chính trị này, nó nằm ngay Hà Nội đó, nó nằm ngay cái chỗ đó đó. Rồi hả, nó dựng lên là để tôn sùng đó, cái lăng Ba Đình đó là chứa một cái xác giả để mà dân tộc chúng ta cúi đầu xuống làm nô lệ cho cái thằng Hán Giang này. Dám nói không? Thầy cô giáo đó giờ dạy tới Bác Hồ thì giờ tôi nói hỏi tới Bác Hồ. Kêu học sinh hỏi, cha mẹ về nhà đặt câu hỏi cho con của mình, đặng con mình vô trong trường hỏi thầy cô giáo đi. Đứng trước mặt hả học sinh dạy như vậy đó. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bây giờ tôi lấy một cái nhân vật đó ra thôi, bị tôi không biết mà đẻ ra từ giờ tới học sinh mà. Con nít đẻ ra thấy ngoài cha mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội. Bây giờ không biết cái tên Bác Hồ này là ai hết trơn. Bây giờ đặt câu hỏi chứ. Phải biết về lịch sử của người này mới học, mới tôn sùng được chứ. Chẳng hạn như bây giờ mình trước khi mà học lịch sử mình cũng phải biết là George Washington là ai chứ, ông ta đã đánh như thế nào, ông ta dựng lên đất nước Việt Nam như thế nào, đất nước Mỹ như thế nào, là hả là tại sao chọn Washington DC là một cái chỗ nơi là capital của nước Mỹ. Phải hỏi chứ, phải đặt câu hỏi chứ, trong lịch sử nó có ghi hết. Vậy bây giờ thầy cô giáo trong đất nước Việt Nam dám đứng trả lời học sinh không? Hồ Chí Minh là ai? Mà cái này là báo đảng đưa ra đàng hoàng nha, không phải là người nào xuyên tạc hay là người nào đặt ra một câu chuyện nào hết. Thầy cô giáo dám giải thích ông là Hồ Quang tức là hả một cái thằng giặc đi vô nước Việt Nam mình và nó phát động phong trào, nó giết bao nhiêu người dân của mình, nó giết bao nhiêu người Việt Nam của mình, cướp của giết người, hiếp dâm, hãm hiếp bao nhiêu đứa con nít dưới 15 tuổi là nít rồi, dưới 18 tuổi là con nít mà, chưa tới tuổi vị thành niên là con nít rồi. Mà nó hả từng ăn nằm với người này, nó giết người nọ, là nó hiếp cho người ta, nó giết người ta rồi. Rồi nó giết bao nhiêu người quan mạng nữa. Rồi tại sao hả mình dựng lên những cái tượng này mà mình phải tôn sùng nó, thầy cô giáo dám giảng dạy không? Tránh một nhân vật đó ra thôi. Giờ hỏi thầy cô giáo luôn, giờ ở Sài Gòn biết Tháp 10 nằm đâu? Dạy đi. Một cái bài thơ người ta có thể phân chia ra nhiều câu hỏi và hả mổ xẻ ra nhiều câu hỏi để mà giảng dạy cho một đứa học sinh đó. Nhưng mà thầy cô giáo cũng như là con vẹt dạy ra đứng đó mà đọc thao thao bất tuyệt rồi nói là phải phân chia chữ ra. Phân chia chữ ra như thế này nè. Làm sao biết cái ô nào có hai chữ, làm sao có biết cái ô nào một chữ. Cái bản thân của thầy cô giáo cũng đi mua bằng luôn, cũng cởi đồ lấy bằng cấp luôn.
Thì làm sao mà biết được cái ô nào có một chữ, ô nào có hai chữ? Bây giờ mình nhìn vô rõ ràng cái chữ sen này nó có ba chữ đó mà. Nó có ba cái alphabet, nó có ba từ đó mà, có ba cái chữ này nè. Tại sao mà chỉ chọn có hai cái ô rồi bắt người ta phải bỏ vô cái ô nào nó đi chung với cái ô nào? Thầy cô giáo là cái tội đồ dân tộc ngày hôm nay, muốn xóa đi cái ngôn ngữ, muốn xóa đi cái văn hóa của những cái lớp trẻ sau này, là thầy cô giáo là những người trực tiếp giết hại cái thế hệ trẻ này. Ngoài ra sau đó còn có cha mẹ nữa. Để mình đọc một cái khúc này cho tất cả các anh chị em nghe nha. Đây là một cái cuốn sách giáo khoa của cái thời mà ngày xưa người ta dạy tiếng Việt đó, mà không phải là dạy tiếng Việt, không phải mình không thể nào mà dùng cái từ là của Việt Nam Cộng Hòa không được, mà mình nói là cả nước Việt Nam trước khi mà những cái tên mà Hồ Chí Minh hay là ở Hồ Quang nó lọt xuống miền Nam của miền Bắc á, mà trước khi mà phát động những cái phong trào mà chia đôi đất nước đồ này nọ đó ha, thì đây là những cái bài học, những cái cuốn sách giáo khoa nó được dạy. Còn nữa, có một thằng giáo sư nào mà ngồi phỏng vấn nói chuyện mà thọt tay vô mũi móc không? Đó, giáo sư bên Việt Nam á, nó đợi hả, nó nói mà nó còn đưa ngón tay giữa lên nữa, middle finger giơ push up luôn, gây chưa. Thì cái cuốn sách giáo khoa này đó ha, là nó bắt đầu nó dạy từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5, lớp 4, lớp 5. Nó ghi là dưới mái học đường ha, cái cuốn sách giáo khoa này nó như vậy đó. Nó in từ năm 50 mấy lần, nó rất là lâu rồi, thành ra cái cuốn sách giáo khoa này nó được in đi in lại và nó truyền từ năm này qua năm nọ. Thành ra cứ ngày xưa mình nhớ mình đi học ở trong trường á, là một cái cuốn sách giáo khoa như vậy á, mình cứ mượn trường, tới giờ nhập học á không nhảy tưng tưng như là uống thuốc lắc như kiểu này đâu, mà phải đi nhận lớp, đi lấy lớp rồi sách giáo khoa mình phải đi lấy sách giáo khoa, nhà bọc sách giáo khoa lại, bắt đầu bọc này nọ lại, bắt đầu đi học ha. Còn ngày hôm nay học sinh vô trường là nhảy đi chơi, nhảy như là khỉ vậy đó. Thì đúng rồi, nguyên cái bộ chính trị của nó, nguyên cái bộ mà bộ cầm quyền của cộng sản xã hội chủ nghĩa mà nó từ trong rừng nó đi ra, nó nhảy như khỉ vậy đó. Thành ra giờ phút này hả, học sinh vô trước khi mà học chữ đó, là phải học nhảy như khỉ luôn, bị đập đá hết trơn nè. Thì mình sẽ lấy một cái đoạn văn thôi, cái cuốn sách này nó giống như là một cái cuốn nó kêu là như thế nào ta, diary á, là cái gì diary, tự nhiên nói không ra chữ này vậy. Cái từ này tự nhiên viết nó không ra tiếng Việt, như là viết lại giống như người ta dạy luận văn vậy đó, người ta kêu mình tả lại cái hoàn cảnh của cái buổi nhập học. Và khi mà cái buổi nhập học mình vô trong trường, mình làm cái gì và mình gặp được ai và mình ngồi kế bên người bạn nào, thì giống như là tả lại một cái, đúng rồi, nhật ký, cảm ơn các, đúng rồi, giống như một cái cuốn nhật ký gì đó, mà nó giống như nó dạy cho người ta cách luận văn rồi cách từ với nhau vậy đó. Thì người ta cứ viết lại ha, thì mình chọn ra một cái khúc thôi, là giống như là một cái người học sinh này lúc đó chỉ có học lớp 5, lớp 4, lớp 5. Thì khi mà ngày nhập trường đó, thì đi ngang qua vô trong trường rất là bỡ ngỡ, là những cái trường học nó vẫn như cũ như vậy, những cái vết bụi nó cũng còn đó, rồi học sinh ai cũng phải lau chùi bụi ha, rồi bắt đầu cái tiếng chuông tiếng reng của trường nổi lên, rồi học sinh phải xếp hàng vào lớp và nhận lớp của mình, rồi kế bên của mình là một người bạn như thế nào. Thì đây là một cái người bạn mà cái người này viết lại cái đoạn văn này đó, thì là kể lại đó, là cái đoạn văn này đó, là một cái người bạn ngồi kế bên người bạn đã di dân từ ở ngoài Bắc vào Nam, và khi mà cái anh bạn ngồi kế bên đó viết lại một cái bài luận văn, ngồi nói kế bên đó và anh ta viết và cái giờ văn thì viết như thế nào đó, thì người này đã đọc ra được về nhà và đọc, mà cái trong cái đoạn văn này nó viết như thế này ha. Ô, cái này là gọi là nhật ký nha, chứ không phải là lưu bút đâu, bị lưu bút quá. Ngày xưa mình cũng mới từng chơi lưu bút qua lúc mà học ở trong nước Việt Nam đó, là cũng mùa hè trước khi mà tan trường á, trước khi mà mãn khóa học đó, thì là lưu bút ha. Còn cái này là nhập học nha, cái này là cái nhập học mà những cái bạn bè mới gặp được nhau và người ta về nhà người ta viết lại đó, người ta viết lại mà thầm cái đoạn văn á. Thì mình chọn ra một cái khúc thôi,
Thì cái khúc này nó họ bắt đầu thường thường là 1 tháng 9 là nhập học phải không? Thì cái ngày này á, là cái ngày 21 tháng 9 rồi. Nó ghi là anh hùng dân tộc. Thì đúng cái ngày này là nó có nhiều cái ngày lắm, từ ngày 1 Tây, ngày 2 Tây, ngày 3 Tây, và đây là cái ngày 21 tháng 9 á. Cái tựa của cái khúc đoạn văn này á, nó ghi là anh hùng dân tộc. Anh bạn di cư tên là Tôn. Anh mới vào được có mấy hôm đã làm chúng tôi mến phục vì bài Việt sử sáng mai với đầu đề anh hùng dân tộc. Thì đó là hôm nay là ngày 21 tháng 9 chẳng hạn, như vậy là cái người bạn mà ngồi kế bên cái người học trò này á là mới di dân từ ở ngoài Bắc vào Nam ha, mà mọi người cùng học chung một cái lớp học như vậy đó. Và cái người bạn mà di dân từ ngoài Bắc vào Nam đó, họ đã viết một cái bài lịch sử như thế này. Khi để nộp bài hay sao đó thì ghi lại như này: một lần anh sinh vẫn nhất bất cử môn nào, nhưng hôm thi thì anh nghỉ. Cái cuốn sách này nó bị mờ rồi, tất cả các anh chị em, cái chữ nó bị mờ rồi, nên khi thầy đọc đến tên anh Tôn, cả lớp đều ngạc nhiên quay xuống nhìn. Thì cái bài viết của cái bài văn của cái anh Tôn này đó là được thầy cô giáo phát bài, cái ngày mà phát bài ra đó thì cái anh Tôn này á, đã vắng mặt bữa hôm đó. Thì thầy cô giáo kêu cái tên của anh Tôn đặng mà nhận bài của mình lại thì lại không có, thì ra thầy cô giáo mới đọc lại ha: đây là bài của anh đã được sửa lại, tôi được mượn phép chép về cho cha tôi xem. Trang sử nước nhà ngày thêm rực rỡ bởi sự nghiệp lớn lao của biết bao nhiêu đấng anh hùng liệt nữ, thần thoa như quần thoa như bà Chân, bà Triệu đã đem tấm thân đào tơ liễu yếu bảo vệ non sông. Nam nhi thì nào là Lê Lợi, Nguyễn Huệ xuất thân trong đám người áo vải, nào là Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, những bậc danh tướng, có nghĩa là anh hùng về những gì anh hùng nước ngày xưa của nước mình đó, là lịch sử nước mình là tất cả những thành phần luôn, không phải là chỉ tướng mới là anh hùng đâu, mà là những cái người mà thô sơ áo vải là người dân bình thường thôi ha, rồi liễu yếu đào tơ là những cái người phụ nữ, có bà Chân bà Chịu, có hai bà Chân, hai bà Chân bà Chịu là khác nhau nha các anh chị em, mấy người nhiều người bị lẫn lộn cái này nha. Hai bà Chân là tên là Chân Chắc và Chân Nhị ha, bà Chịu là như là Chịu Thị Trinh, mình nhớ không lầm là cái bà Chịu tên là Chịu Thị Trinh, mà còn có một cái những cái tên khác nhau nữa nè. Hai cái nhân vật này là khác nhau ha, ba nhân vật này là khác nhau nha, bà Chân là có Chân Chắc và Chân Nhị ha, bà Chịu là Chịu Thị Trinh. À, rồi những cái người mà áo vải thô sơ áo vải này nọ cũng có, là trong đó có Lê Lợi, Nguyễn Huệ xuất thân trong người áo vải, rồi nào là Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, những bậc danh tướng, cả đến những kẻ đầu xanh như là Trần Quốc Toản cũng hết sức đem thân mình trả nợ non sông. Lại còn Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học cùng nhiều chiến sĩ vô danh khác nữa cũng đã đem xương máu mình để mưu sống và cho dân tộc, mưu sống còn cho dân tộc. Tất cả các vị nào đó, vị nào cũng nêu gương muôn thuở đáng cho ta kính phục cả. Riêng theo ý tôi cho ông Nguyễn Huệ là hơn hết. Trước sự tham tàn phản quyền lợi dân tộc của Trương Phúc Loan làm cho máu căm hờn sục sôi giữa đám người nông dân bần bách, ông đã vùng lên dựng cờ khởi nghĩa, hạ được kẻ thù chung rồi, ông không quên đem binh diệt Trịnh để trả nước lại cho vua Lê. Bấy lâu khuất phục dưới nanh vuốt quyền thần, hành động cao thượng thay, cho tới khi ông qua vong quốc, Lê Chiêu Thống nhục nhã sang Tàu, cõng rắn cắn gà nhà, thì 20 quan Vương Thanh, binh hùng tướng mạnh, giả danh Phù Lê để cướp nước, thế mạnh như vũ bão, ầm ầm kéo xuống chiếm đóng Thăng Long. Quân Tàu từ đó đã gây bao tàn hại reo rắc, bao nhiêu tang tóc trên đất Việt thân yêu của chúng ta. Người Việt thở ấy đã rên xiết dưới sự áp bức của ngoại bang. Dân tộc Việt Nam tính mạng treo trên sợi tóc, giang sơn Việt Nam quằn quại dưới gót thù, già trẻ lớn bé ngày đêm cầu nguyện an ninh, mong nuốt sống kẻ thù truyền kiếp. Thấy người dân của mình ngày xưa cũng là anh hùng ghê chưa,
người dân hả, mặc dù là cầu nguyện già trẻ, lớn bé gì ngày đêm cầu nguyện và mong là chỉ là nuốt sống cái bọn quân thù ngoại bang phương Bắc nó xuống thôi. Trong cơn giông tố đó, với một đạo binh bằng nửa, với cách chuyển vận thần tốc, Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế. Và chỉ trong 5 ngày, từ Trung Việt kéo ra đánh tan lũ quân Thanh tàn ác, các danh tướng Tào đều tử trận, Tôn Sĩ Nghị bỏ cả Ấn Tín chạy lấy thân. Giữa tiếng reo hò vang trời dậy đất của nhân dân, quân ta trèo qua sát địch, đuổi theo đến tận Biên Thùy. Vinh quang thay, thanh thế của ngài rực rỡ đến nỗi vua Thanh phải mời sang xem mặt, hết lòng trân trọng tiếp đãi. Trong lịch sử ta, từ xưa đến nay chưa từng được rạng rỡ như thế. Võ công của ngài thì như vậy, chính sự của ngài cũng chẳng tầm thường. Là người của dân, ngài luôn luôn nghĩ đến dân, lo mưu đồ hạnh phúc cho dân. Ngài lại bắt dùng chữ Nôm thay chữ Hán, có nghĩa là nước Việt Nam mình đó, là sao một cái mình muốn thoát đi cái nô lệ của tụi Tàu đó, thì mình đã chuyển qua thành chữ Nôm này ha. Và không người như là những cái vị tướng này, khi mình lên rồi họ không có muốn dân của mình xài chữ Hán nữa, mà bắt buộc phải dùng chữ Nôm để mình biết được cái đất nước của mình độc lập và không có lệ thuộc vào một cái đất nước nào hết. Để được độc lập về văn hóa, ngài còn có mộng tưởng chiếm phá nước Tàu để mở rộng bờ cõi. Nhưng than ôi, nghiệp lớn chưa thành, người con cưng của lịch sử đã mất, trong khi dân tộc Việt Nam còn cần đến ngài. Dẫu sao sự nghiệp của ngài cũng còn lưu lại muôn đời, khiến cho người sau mỗi lần nhắc tới tên ngài ai cũng phải kính cẩn cúi đầu. Nước Việt Nam ta ngày nay trong cảnh chia hai đất nước, chẳng khác gì thời Lê Chiêu Thống. Còn nhỏ nhưng chúng ta sẽ là một lực lượng hùng hậu để rồi đây đứng trong hàng ngũ các bậc đàn anh thống nhất xứ sở. Tôi còn nhớ sau khi đọc xong bài anh, thầy bảo bài này đầy đủ ý, câu gọn, lời hùng, anh xin nếu có đi chưa chắc đã hơn. Các con ạ, quan trung anh hùng như thế mà lũ người vong bản ngoài kia dám xuyên tạc công trạng của người, có đáng giận không? Cha tôi lúc xem xong cũng chép miệng nói: bạn con tuy ngồi đây làm bài nhưng hẳn lòng vẫn hướng về đất Bắc. Khí khái như anh quả không thẹn là con dân nước Việt. Mà trong số những anh hùng dân tộc ta, đừng quên anh Tôn cùng với tất cả đồng bào di cư với một niềm tin mãnh liệt đã can đảm vượt dòng bến hải đến bao nỗi gian lao nguy hiểm. Con nên chọn anh kết bạn mà chơi. Tất cả các anh chị em, đây là cái một cái đoạn văn mà trong cái cuốn sách mà của thời mà ngày xưa người ta học trước năm 75 đó, học đó, là người ta phải kêu lại cái sự hào hùng của dân tộc, cái sự mà hả anh hùng của dân tộc. Đất nước Việt Nam có hơn 4-5 ngàn năm lịch sử, ở đâu mà nhảy ra có thằng hồ tặc nó làm cha già dân tộc như vậy, ở đâu nhảy ra thằng đó mà nó chết năm nào, nó sanh năm nào, mà tự nhiên cả dân tộc Việt Nam nó nằm dưới chân của thằng này hết trơn luôn à hả, là tôn sùng nó là bác hồ. Những cái cuốn sách mà các bạn đọc trong những cái bộ mà lịch sử sách giáo khoa trước năm 1975 nó rất là hay, nhưng mà nó quá nhiều luôn. Thử hỏi đi, vô trong trường học, thầy cô giáo thậm chí bây giờ hỏi thầy cô giáo Nguyễn Huệ là ai, thầy cô giáo dám cũng như con vẹt đó đứng đó, Nguyễn Huệ chắc chỉ ra cái bức tượng nào ở ngoài đó, trước Bến Thành quá, trước chợ Bến Thành quá chỉ ngoài đó đó, kêu học sinh đâu ngoài đó đứng ngó bức tượng đó để biết cái bức tượng đó là ai liền à, chứ không có biết được cái trang lịch sử thật sự của nước Việt Nam như thế nào. Tụi Việt Cộng nó rất thành công, nó xóa, nó nhất là nó phải xóa đi cái nền lịch sử nước Việt Nam trước. Một cái đất nước có bao nhiêu ngàn năm lịch sử, nó xóa đi cái nền văn học ở ngoài Bắc rồi, mà những cái người mà di cư vô được tới miền Nam, họ tiếp tục họ trao dồi với người miền Nam và họ tiếp tục giữ cái nền lịch sử của nước Việt Nam như vậy. Khi mà tụi cộng sản nó, tụi Việt Cộng nó vô hả ngày 30/4/75, chuyện đầu tiên là nó đốt sách hết rồi, đốt phách sách phá trường của miền Nam hết, nó đâu có cho những cái trang lịch sử này tiếp tục xảy ra. Để làm gì? Dễ Hán hóa, con người dễ mất đi cội nguồn gốc của mình đi, là xóa đi những cái trang lịch sử thôi.
Giờ hỏi thầy cô giáo coi giải thích đi. Tháp 10 nằm ở đâu? Rồi tại sao hả Việt Nam, mà cái đất nước Việt Nam có bao nhiêu ngàn năm lịch sử mà đẹp nhất hả đất nước Việt Nam, nhờ cái đất nước Việt Nam mà nhờ cái tên Bác Hồ đất nước Việt Nam mới đẹp. Không có tên thằng Hồ đất nước Việt Nam xấu à? Không có tên thằng Hồ tặc này là đất nước Việt Nam nó thúi đi à? Cái thằng Hồ này từ đâu nó chui ra đất nước Việt Nam, tự nhiên có thằng Hồ này mới đẹp mới tươi mới xanh hay sao? Mà so sánh một cái tên hả gian tặc, một cái tên hán tặc, một cái tên giết người của mình mà từ ở đất nước khác vô, so sánh nó với một cái bông hoa là người Việt Nam thuần tí là người giản dị hả này nọ, một cái bông hoa mà tượng trưng cho một cái quốc gia. Mình đọc rõ ràng mình thấy hả mình sơ tùm lum hết trơn thì nó ra giống như là một cái national flower, thì một cái bông hoa tượng trưng một cái bông hoa của một cái quốc gia đó mà dám đem cái tên thằng hán gian, thằng giết người người của mình, dân tộc của mình, một cái tên mà thằng lọt vô đất nước của mình mà giết người của mình vô tội vạ, hả tàn sát người miền Bắc một cách hả tàn nhẫn như vậy, cắt đầu người ta khi còn sống, chôn người ta xuống dưới đất lấy cái hả cái lưỡi cưa lưỡi cài đó đẩy qua đặng mà cứa đầu người ta trước bàn dân thiên hạ, đặng mà răn đe triệu người. Một cái tên mà phát lệnh ra như vậy mà nó không phải là người Việt Nam, nó là người Việt Nam, nó không bao giờ giết người Việt Nam được như vậy, nó chỉ là một cái thằng hán tặc được cài cắm trong đất nước Việt Nam đặng giết hại người Việt Nam mà cướp đi đất nước Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả những thầy cô giáo, những cái sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 đều phải dạy những cái điều này cho đất nước, cho những em học sinh. Đất nước Việt Nam có cái tên Việt Nam nó đã quá đẹp rồi, nhưng mà tại sao cái đất nước Việt Nam phải bỏ cái tên thằng Hồ vô thì nó mới đẹp, mà dùng một cái bông hoa tượng trưng cho một đất nước để mà so sánh với lại cái thằng mà giết người không gớm tay như thế này. Nó giết người không gớm tay là để dạy cho đất, dạy cho cái lớp trẻ sau này giết người, giết đồng loại của mình, giết dân tộc của mình mà không có biết được cái lịch sử của nước mình như thế nào. Những cái bài học đó em có 10 ngón tay một cái bài toán, bây giờ em cắt đi hai ngón tay thì bây giờ còn mấy ngón tay? Thầy cô giáo có dám làm thử trước đi, thầy cô giáo cầm dao lên đi, thầy cô giáo có 10 ngón tay phải demo trước chứ, thầy cô giáo là phải làm những cái gì biết hiểu biết trước và để cho những em học sinh mới bắt đầu nó mới học được chứ. Vậy thầy cô giáo có dám cầm cái kéo hay là con dao cắt bớt hai ngón tay của mình không, rồi xong rồi dạy cho mấy học sinh để mà hả tiếp tục học, phải demo trước đi, dám không? Đứng đó dạy người ta là em có 10 ngón tay, cắt hết hai ngón tay vậy còn mấy ngón tay, cô giáo dám cắt ngón tay của cô giáo không? Thầy cô giáo có thằng khỉ thằng đột nào dám cắt ngón tay của thầy cô giáo mà đứng lên dạy cái bài đó không, bài toán đó không? Ở trong trường học của bên Mỹ nha, trên cái bàn học ngoài trừ cái crayon ra là pencils, là viết chì number two pencil ha, nó, cái pencil number two như thế này nè, nó đầy ở trong cái lớp cái bàn bàn học của học sinh đó. Nếu mà nó muốn dạy nó đem mấy cái viết như thế này nó để đây nè, nó để vậy đó. Rồi người ta mới trừ những cái viết này ra để cho những cái em học sinh thấy được. Giờ thầy cô giáo dám làm dạy một cái bài toán như vậy, có dám lấy đồ cắt ngón tay của mình ra trước để mà cho học sinh nó học hỏi nó làm theo không? Thầy cô giáo phải demo trước chứ, phải làm trước những cái gì để mà học sinh nó học họ hỏi theo. Mà học sinh nó vô trong trường học, thầy cô giáo là người mẹ thứ nhì, người cha người mẹ thứ nhì của thầy cô giáo rồi. Những cái đúng rồi, hoa sen là tượng trưng cho sự tinh khiết và vẻ đẹp của dân, mà thậm chí những cái hình tượng Đức Phật đồ này nọ, mẹ Đức mẹ 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 Quan Âm đó là hoa sen không. Thầy cô giáo là giống như bậc cha mẹ thứ nhì. Con nít đi vô trường học ngoài thầy cô giáo là học bạn bè xung quanh nữa thì là về nhà gặp cha mẹ thôi, dạy nó thì cũng dạy y chang vậy đó. Đứa con gái của mình lúc mà nó học ở preschool, cái bà cô giáo là cái bà già, bà này cũng 50-60 tuổi rồi, bà retire rồi, bà bệnh bà retire, thành ra bà làm cái gì cũng chậm chạp hết á. Rồi bà về bà vô bà dạy, bà volunteer mà, bà dạy preschool volunteer cho cái nhà thờ, thì mình cho nó vô nó học. Nó về nhà nó học với bả một thời gian, cách nói chuyện y hệt như bả luôn vậy đó, nó cái cách nó dùng từ y hệt như là một cái old lady vậy đó, nó dùng từ y hệt như vậy, cách nó nói chuyện y chang như vậy đó. Thì thầy cô giáo trong trường học bây giờ dám không,
dám dùng hai ngón tay của mình, 10 ngón tay cắt ra hai ngón tay đi coi còn có mấy ngón tay, làm bài toán vậy đi cho học sinh làm đi, rồi học sinh tự động nó học theo à. Rồi có cái bài gì đó ăn cứt gà đó, em ăn can đảm, bé ăn can đảm ăn cứt gà đó, thầy cô giáo dám ăn không mà ngồi động như học sinh ăn cứt gà, thầy cô giáo ăn trước đi. Bởi cái lối học, cái lối dạy học mất dạy khốn nạn này của cái bọn mà xã hội chủ nghĩa này không thể nào mà tưởng tượng được, không có lời nào bình luận nó được, không có lời nào mà tả nó được, mà thầy cô giáo là những cái kẻ tiếp tay cho cái lối sống này, cái lối sống mà hả đâm cha chém chú giết người này, cái lối sống mà giết đồng loại của mình, bắt đồng loại của mình ăn cứt gà, thầy cô giáo là những cái tội đồ đó. Rồi cha mẹ biết tiếp theo là về nhà cha mẹ không có đặt câu hỏi với con và không có đọc bài như vậy nữa, không có đặt câu hỏi luôn, chính cha mẹ đọc cái bài thơ đó, đọc cái thao thao bất tuyệt, đọc thao thao bất tuyệt với con luôn á nha, mà không có nhận thức ra được là đặt câu hỏi nào với lại con hết trơn á. Bác Hồ là ai con biết không? Con biết ngày mai con vô trường con hỏi thầy cô giáo dạy không thích được, cứ tiếp tục đi hỏi như vậy đó. Thử coi, phải cha mẹ với lại thầy cô giáo phải phải kết hợp nên nuôi một cái mầm non, một cái tương lai là trụ cột của nước nhà được chứ. Còn này về nhà con cái đọc thao thao bất tuyệt, bây giờ nhìn vô chữ ô vuông, ô tròn, ô méo gì đó đọc rồi tức giận rồi chửi hả? Chửi hả? Chửi tục, chửi tiểu trước mặt con cái mà không làm gì hết. Vậy có nghĩa là chẳng khác nào dạy cho con của mình chửi chửi đổng lên thôi, cái gì cũng vậy chửi đổng lên thôi, không như ý là chửi đổng lên nhưng mà không hành động. Biết cái đó sai chửi cho đỡ tức vậy đó, biết cái đó sai dục vô thùng rác cho đỡ tức vậy đó, nhưng mà vẫn phải tiếp tục, ngày hôm sau vẫn phải tới trường, ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục học cái lối học đó thôi. Mà tại vì cái thằng gì hồ mất dạy đó nó nói rõ ràng rồi là nó sẽ quyết phá vỡ cái nền hai giáo dục cũ, mà nó đưa cái nền giáo dục cải cách này của nó lên 30 năm sau thành ra một cái quốc gia lạ, một cái dân tộc lạ. Rồi bao nhiêu mà cha mẹ đều ngồi sắp rạc đó hết, vẫn tiếp tục cho con mình đi học như vậy, vẫn tiếp tục ngồi ở nhà chửi đổng lên và quay những cái video đó lên trên trên cộng đồng mạng, chứ không có hành động, không có làm cái gì hết. Vậy chẳng khác nào nói cho con của mình biết là nếu mà con tức giận cái gì con chỉ chửi lên thôi, thấy cái gì sai chỉ chửi lên thôi, ngoài ra đừng có làm gì hết trơn, đừng có hành động, đừng có gì hết trơn. Dạy cho con mình cách cúi đầu với lại bất công của xã hội, dạy cho con mình cách cúi đầu với cái sự mà ác bá của tàu quyền, thành ra riết là thành một cái dân tộc lạ, thì là dân tộc chỉ cúi đầu và nhịn nhục thôi, không làm gì hết, không có cái sự phản ánh nào hết. Rồi bây giờ nó là hèn, nó là hiền, không có hiền, dân tộc mình không có hiền. Nếu mà ông cha ta ngày xưa mà hiền thì có cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay không? Bị xâm chiếm bao nhiêu lần rồi, cả ngàn năm bị xâm chiếm rồi, bao nhiêu những cái vùng đất. Nói tới cái này mình mới nhớ, 3 ngày nay rồi, một cái video clip của một cái người nào trong đất nước Việt Nam, một người phụ nữ nào trong đất nước Việt Nam nói là gì văn hóa chàm chàm gì đó, mà ngày xưa ông cha ta cũng ác lắm, người mình cũng ác lắm, mình đi chiếm đất nước của người ta thì bây giờ mình bị trả giá đó. Rồi nói là cô ta sẽ là thủ phủ của quốc gia sau này đó. Mình không có tin mê tín dị đoan nha tất cả các anh chị em ha, mình không có mê tín mà lên đồng lên bóng đâu nha. Những cái người nào mà gửi lại cho mình những cái video này đó, mình chỉ cười thôi. Mình gửi cho một hai người bạn coi nữa. Và những cái người bạn này muốn đọc những góp ý kiến của những người bạn này không? Đọc góp ý kiến của người bạn này là nhục á. Những người bạn mà ta góp ý kiến thật sự á, mà khi mà coi cái video này rồi á, thời buổi này hả, cái đất nước đang mất không có ngồi coi hả trăng sao trên trời bữa nay nó như thế nào, nó chuyển đổi như thế nào là mới đúng giờ đúng này nọ, là đất nước Việt Nam chừng nào nó rớt mất đâu nha, không có chuyện đó đâu nha. Một quốc gia mà mạnh á là phải nói về technology. Ngày thời buổi này một quốc gia mà đủ mạnh mà đứng muốn làm cái cường quốc hay muốn đứng đầu nữa là quốc gia đó mạnh về cái gì, technology và hả hạt nhân nha, mấy cái missile này nọ. Chứ đừng có ngồi đó mà ngồi coi 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 mông coi hoa coi coi sao coi trăng rồi nói ta đây là thủ phủ gì đó, thủ tướng nhưng là cái gì nó kêu cái từ gì đó là cái từ gì? Thủ thủ gì đó thủ
cái từ gì mà cái người đứng đầu của đất nước giống như nó ngang hàng với lại tổng thống đồ này nọ đó. Rồi tôi hả, tôi sẽ cái này, tôi sẽ cái kia. Ủa đất nước Việt Nam có mình bà làm à, có mình một người nào đó, có nhân vật nào đó ra xây cầu xây lộ thôi, không cần người nào hết trơn hả, không có cần hả tướng tá, không có cần người nào làm trong cái bộ chính trị hả, có một người à, tôi phải vậy, tôi phải kia. Mê tín dị đoan đồng bóng đối với mình đó hả, là mình cười thôi nha. Đừng, các bạn đừng có gửi những cái video như vậy cho mình nữa. Mà hầu như 3 ngày nhận 12 13 người gửi vô. Trời đất ơi. Rồi hả, nói là giọng nói tiếng nói rồi này nọ. Mệt quá. Đã nói là chửi Hồ Chí Minh là một cái thằng hả lột xác như cắt kè, nhưng mà lại kêu người ta đi kiếm cho mình năm người, chẳng khác nào lặp lại cái đúng rồi, nguyên thủ quốc gia đó, tủ thủ nguyên thủ quốc gia đó. Nói là chửi Hồ Chí Minh là một cái người á hả lột xác rồi hả này nọ. Ủa vậy mà kiếm năm người, phải nhờ thiên hạ kiếm năm người giống mình để mà hả lường gạt người này lường gạt người kia, tiếp tục chẳng khác nào như Hồ Chí Minh vậy đó. Rồi nói là hả làm được passport giả đặng đi ra ngoài du học nữa, còn hơn Hồ Chí Minh luôn nữa, còn hơn Hồ Chí Minh nữa chứ, làm được passport giả đi toàn thế giới luôn. Trời ơi, còn hơn Hồ Chí Minh nữa. Hồ Chí Minh nói được 29 thứ tiếng, người này làm được hả bao nhiêu passport giả đặng đi ra ngoài luôn, đặng đi du học luôn. Trời đất ơi. Nguyên thủ của một quốc gia sau này chưa có ai biết đâu ha. Và nước Việt Nam hiện tại bây giờ đang mất vào tay giặc, mà đã mất vào tay giặc rồi. Mà người dân chịu, người dân đang cúi đầu im lặng. Và cái cơn sóng mà dân nổi lên sẽ nổi lên thôi, nhưng mà không biết lúc nào nổi lên. Thì đừng có một cái người nó đứng ra tự nhiên tôi là nguyên thủ quốc gia sau này, phải như thế này, phải như thế kia, là tại vì ngày hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy như vậy, ngày hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy cái nọ nha. Đừng có bao giờ mà mộng tưởng như vậy. Chỉ có người dân đứng lên nói tiếng nói chính nghĩa thôi, không có ở nhà mà chửi đổng. Thấy cái sự bất công của con cái của mình mà nó đem hả một cái xã hội, nó đem con của mình nó làm một cái con vật thí nghiệm để mà nó đổi chữ thay đất nước và hả thay cái văn hóa của đất nước mình, mà chỉ ngồi chửi đổng thôi thì sẽ mất nước. Trừ khi nào cha mẹ con cái và toàn thể học sinh biết được là cái ngôn ngữ của mình đang bị mất dần đi, cái cách nói cách viết của mình đang bị sỉ vả như vậy, và hả một cái sự nào đó bốc đồng nổi lên, một cái sự mà tức giận nào đó nổi lên, cần phải thay đổi cái lối sống này, cần hả không có chịu cúi đầu nữa, không có chịu nhục nữa, và hả không có chịu á hả mà đứng lên mà ngồi đó để cho người ta coi mình như là một cái đàn cừu. Cái dân tộc đó, cái người dân đó, người ta đứng lên lật đổ cái chế độ này, lật đổ cái đám hả cầm quyền này, thì nước đó nó mới thay đổi nha. Chứ ngồi đó mà hả nằm mơ mà thấy cái này, nằm mơ là tôi sinh ra cái bổn mạng của tôi là vậy lạ nọ nha. Nước Việt Nam, mấy dân Việt Nam tất cả hả, từ trong ra ngoài tới cả triệu, cái trăm triệu dân mình, bao nhiêu bổn mạng, bao nhiêu ngôi sao. Nghĩ đi, mà bao nhiêu người nha gửi cho mình còn nói nữa hả, chị em bầu cho người này được không chị? Trời đất ơi, đất nước Việt Nam đang mất kìa, không có lấy được một cái phân đất nào kìa, không có người nào mà dám xuống đường được kìa, người ta muốn xuống đường đường luôn đó, người ta cũng xuống không được kìa, chưa có đánh đuổi một cái thằng giặc nào ra khỏi nước Việt Nam mình hết trơn á. Thì đừng có mê tín cái kiểu đó, chừng nào đánh đuổi được hả, chừng nào toàn dân đứng lên lật đổ được cái bọn Việt Cộng này đi, từ đó đứng lên hiệu triệu toàn dân đánh đuổi cái bọn Trung Cộng đi, thì lúc đó muốn nằm mơ nằm gì cũng đừng nữa, tự nhiên toàn ăn đồ sạch không à, không ăn đồ độc nữa, thành ra mơ cũng mơ cái giấc mơ sạch hơn. Tỉnh lại đi tất cả các anh chị em, đừng có mơ nữa. Còn nữa, giọng nói rồi cái chip gì tùm lum tùm la đó, nhìn tổng thống ta nào Trump kìa, ông ta mà đánh thuế hả tụi Trung Cộng 200 mấy tỷ là lên hả, đợt một đợt hai đánh tới tấp lên như vậy, vậy chứ cái người nào muốn giết Donald Trump trước, chuyện đầu tiên thằng Trung Cộng không, nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó hả impeach him kìa. Nhưng mà hả nó phải đưa thằng da đen ra, nó nói xấu Donald Trump kìa, vậy thì á ai là người sẽ bị nguy hiểm nhiều nhất, phải Donald Trump không, phải tổng thống Trump không? Mà tổng thống Trump còn chưa kêu mọi người hả là phải kiếm cho tôi năm người giống tôi như vậy để hả mà này nọ hết trơn, là tự gì tụi Trung Cộng biết tôi, tổng thống Trump đi nghênh ngoài đường luôn kìa. Ông ta còn chưa có kêu nói là kiếm năm người khác nhau làm bao nhiêu passport giả nữa kìa.
ai là người muốn diệt tổng thống Trump đầu tiên. Bây giờ cái thằng mà ghét tổng thống Trump nhắc lại, nhìn đi, cũng thằng Trung Cộng á, đừng nói chỉ đất nước Việt Nam nhỏ xíu, nó nắm gọn trong tay nó rồi, nó muốn diệt lúc nào nó diệt, nó muốn quật lúc nào nó quật, nó muốn đổi cái gì nó đổi kìa, còn chưa sợ nắm như là nắm con dế trong tay vậy đó. Dân của mình chịu nó làm như vậy thì nó mới làm được như vậy, còn chưa nói gì nữa. Là tất cả các anh chị em đừng có mơ tưởng ha. Một cái quốc gia mà có mạnh hay không là do lòng dân, một quốc gia có hả có cường quốc hay không là lòng dân lúc nào cũng hả đứng lên cùng xây dựng đất nước, chứ không phải ngồi cúi đầu đó chịu hèn chịu nhát đâu, không phải là như vậy đâu. Mà ngồi đó chỉ cứ nằm mơ coi coi sao coi chăng rồi tự nhiên cái mình thành nguyên thủ quốc gia đâu ha. Before Ho Chi Minh read independence statement hả? In Hà Nội, the communists in Vietnam were... Oh, mình đọc không có hết cái comment của bạn đây nha. À, bởi vì cái camera không có mở ra được. Thành ra mong rằng các anh chị em á biết rằng là trong đất nước Việt Nam mình đứng lên để làm một cái cuộc cách mạng, nó kêu là revolution á, làm có cuộc cách mạng rất là khó, là tại vì cái người đứng đầu không chưa có xuất hiện. Và nếu mà có xuất hiện vào lúc này, một mình ông ta đứng lên hay một người một cái vị nào đó đứng lên cũng rất là khó, là tại vì không có ai cũng nghi ngờ lẫn nhau hết á. Mình đã nói rồi, nếu mà chúng ta cùng một cái màu cờ sắc áo và cùng một cái ý nghĩ là dựng lại dân tộc, cùng một cái tự ái của dân tộc mà đứng lên, là tại dân tộc của mình đang bị nhiều bề đánh với nhau, giống như là tứ bề thọ địch rồi đó, là từ tiền tiền tệ nè ha, cho tới ngôn ngữ, cho tới biển đảo, cho tới đất đai của nước Việt Nam mình đang bị mất dần rồi. Mà nếu mà dân Việt Nam mình mà cứ hả mỗi người đi ra, bây giờ có cái cuộc biểu tình nào đi nữa đó, dân cũng có ra thôi, mình chắc chắn là như vậy. Dân cũng nhiều người cũng có cái sự căm hờn, tức giận đó, cũng rất là nhiều, mình tin là như vậy, mình chắc chắn là như vậy. Nhưng mà đi ra rồi không có ai giống ai hết trơn, xung quanh của mình không biết người nào là phe mình, người nào là cùng tiếng nói của mình, người nào cùng cái suy nghĩ của mình hết. Thành ra không có cái sự đoàn kết như vậy, không có sự mà đứng lên cùng một lượt như vậy. Ai cũng ra hết trơn, mình tin là như vậy đó. Nhưng mà đi ra rồi làm sao? Người nào là người cùng hướng với mình, người nào cùng chí hướng với mình, không ai biết hết. Thành ra những cái người nào mà có thể kêu gọi được mọi người đó là phải cùng một màu áo, cùng một sắc cờ và cùng đứng hướng về dân tộc đó, thì sẽ được thôi. Nếu mà những trong những cái cuộc mà nổi lên như vậy đó thì phải có một người đứng ra và nói là hả, đây là một cái phải có một cái màu sắc nào đó để cho người ta nhận dạng với nhau. Bởi vì có những cái người mà đứng lên nói là không màu cờ sắc áo, bởi vì suốt đời đi, bây giờ mất nước rồi vẫn không bao giờ sẽ không bao giờ có cái cuộc biểu tình nào có thể mà nổi lên được tại trong đất nước Việt Nam hết trơn á. Tại vì không có cùng một cái màu cờ sắc áo, là tại vì không, khi mà xuống một cái cuộc biểu tình nào đó xuống mà người nào cũng bình thường, cũng giống nhau hết trơn, không biết thằng nào chìm thằng nào nổi, và thằng nào là gài thằng nào không gài hết trơn. Thử đi các anh chị em, mà nhìn thấy những cái cuộc mà biểu tình nổi lên của những cái dân tộc khác đó, người ta cùng một màu cờ, cùng một sắc áo thì người ta mới biết được là kế bên mình là một người cùng chí hướng, sau lưng mình cũng là một người cùng chí hướng, trước mặt mình cũng là một người cùng chí hướng, như vậy thì người ta mới làm được, mới là kết nối nhau lại được. Còn cái này đứng lên không biết người nào, mà một người, thí dụ như một cái người mặc áo màu vàng xuống dưới đường đi, mà bị một cái đám ô hợp nào đó nó nhào vô đánh cái người đó hay là bắt người đó, thì 100 người mặc áo vàng đứng lên thì cái người đó đâu có thể nào bắt được cái người đó được, là bị xung quanh nó thấy toàn là một màu đứng xung quanh nó hết, mà dám bắt cái người đó không, thì cái người công an, cái người mà hả chìm nổi nó đâu có thể nào đụng tới cái người đó được. Và đặc biệt là kêu gọi những cái bậc cha mẹ, phụ huynh rồi học sinh rồi này nọ đó, phải biết được là những cái gì các bạn tức giận trong trường học, những cái lời cách dạy của học của giáo viên, của hiệu trưởng hiệu phó rồi trong trường học đó. Nhìn thấy đi, những cái cảnh mà học sinh nó chơi group sex,
nó ôm hết rồi, nó nhảy nhót rồi, nó cởi đồ với nhau trong trường học, tại sao không có bậc cha mẹ nào lên tiếng hết vậy? Không có một cái bậc cha mẹ nào phản bác điều này hết, và hầu như ủng hộ cái điều này cho con cái làm điều đó luôn nữa. Một người bạn nói như là we have to do what we will do no matter what, revolution will take time to create it. Thì đúng rồi, cái cuộc khởi nghĩa nào nó cũng phải cần có thời gian, nhưng mà đất nước Việt Nam chúng ta không còn nhiều thời gian để mà tranh luận về là chúng ta không cần lãnh tụ, chúng ta không cần màu cờ sắc áo hay là cái gì, chúng ta đã không cần cái này rất là nhiều lần rồi, có được hay không? Hy vọng là các anh chị em á phải biết được mình làm cái gì, đặc biệt là hả bây giờ những cái bậc cha mẹ phụ huynh cần phải lên tiếng trước, là tại vì bậc cha mẹ là ngày hôm nay đang đẩy con mình vào cái con đường mà hả học ô vuông ô tròn ô hình tam giác gì đó không biết, về nhà rồi hả nó nói là cha mẹ không được quyền nói tới cái việc học hành của con cái, cha mẹ cũng im re luôn, bởi vì nó dặn không được quyền đụng tới học hành của con cái, cha mẹ không đụng tới, và sau này là con cái mình học ra làm được cái gì, đi ra ngoài nước ngoài cũng không học được cái gì hết, là tại ra ngoài nước ngoài cũng đâu được đâu, nó biết rồi mà. Bây giờ sau này hả dân Việt Nam mà có đi hả 10 năm sau 20 năm sau muốn đi du học, học xong lớp 12 rồi đó muốn đi du học ra ngoài thua tất cả những cái người ở ngoài hết, là tại vì toàn là ô chuông ô tròn ô hả học theo cách lối hả viết chữ tàu nữa, rồi những cái ô vuông ô tròn này một ngày đẹp trời nào đó nó lấy hết tròn như là tam giác ra, nó quẹt quẹt dài gạch vậy thôi nè, đó gạch vậy thôi nó vô trong cái chữ tàu trong đó liền. Các anh chị em, nhất là những bậc phụ huynh muốn bảo vệ con mình là phải bảo vệ được cái kiến thức của con mình trước. Nếu mà con cái mình không có kiến thức, dù bây giờ mình có cho ăn ngon mặc đẹp kiểu nào đi nữa thì bước ra xã hội cũng không là gì hết. Đó thì có những người như là hả mình nói như vậy thế này á, thì người ta nói là mày kêu người ta đứng lên mình vô tù à, thì cứ như vậy đó, chứ một chục người đều nói câu này hết thì không ai cần phải đứng lên đó, bởi vì đã bình thường đã trong ngôi cái tù rồi. Một ngày đẹp trời nào đó cái thằng Campuchia nó cất cái bức tường lên, thằng Lào nó ngăn cái bức tường lên nữa, dân miền Nam thử coi chạy đâu, còn bên Trung Cộng hả anh mở tăng quan tăng quát vậy đó, cái chạy qua đi người Việt nào mà chạy qua bên đó là mổ nội tạng, người Việt nào mà chạy đó là bắt à, đâu cần phải cắt bức tường đâu, mà tự nhiên nó nói liền một giải rồi như là tụi Trung Cộng rồi, người nào qua bên đó nói tiếng Tàu không rành hả là nó biết là dân người Việt này chạy lạng rồi. Còn qua tới Campuchia nó cất bức tường lên như là ông Tổng thống Trump đang cất cái bức tường ở bên Mexico vậy đó, ngăn chặn cái con đường của Mexico tràn qua vậy đó. À, đó là những cái gì mà mình muốn gửi nhắn tới những cái bậc cha mẹ ha. Phải biết cái tương lai của con của mình, dù bây giờ có bảo vệ con mình qua cách ăn mặc thiệt là đẹp, khoe nhà, khoe của, khoe xe, khoe quần áo thiệt là mắc tiền đi nữa, mà kiến thức của con mình nó bị mai một đi như vậy, và tôn sùng một cái thằng vô trong trường học phải bị nhồi nhét, tôn sùng một cái người mà giết người, tôn sùng một cái hả, tại sao mà trong nước nước Việt Nam ngày hôm nay thấy có nhiều cảnh mà xin cha mẹ tiền mua cái điện thoại thôi cha mẹ chưa cho đã lấy dao chém rồi, lối sống trong trường học nó ra thôi, nó được dạy dỗ như vậy nó ra nó học kiểu đó nó làm vậy thôi, cha mẹ không lên tiếng, cha mẹ không làm cái gì, chính cha mẹ là những cái người mà đẩy con của mình vào trong cái con đường mà hả không có kiến thức, dù có bảo vệ con mình cỡ nào nữa con mình không có kiến thức cũng là một cái người vô dụng thôi, không có làm được gì cho xã hội hết trơn, mà đưa cái xã hội nó càng ngày càng đi tụt giật lùi nữa. Mấy bữa nay nhận được những cái tin như thế này. Mình không có muốn nói tên ra ha, không có muốn nói tên ra, nhưng mà những cái cô chú bác á, và đặc biệt là những cái cô chú bác này ở trong đất nước Việt Nam nha, gửi ra thì chính vì những cái người mà ở ở trong đất nước Việt Nam gửi ra thì mình mới lên tiếng, thì họ nói như thế này là những cái người làm livestream á, làm livestream mà có muốn
chửi Đảng Cộng sản hay là chửi một cái nhân vật nào đó ở trong cái bộ mà tàu quyền nước Việt Nam, thì phải nên dùng những cái danh từ nó khác đi, để không có nói như thế nào ta, mà tại vì cái này nó hơi khiêm tốn một chút xíu, là những cái người mà livestreamer mà chửi bới mà dùng những cái từ mà quá tục tĩu đó, có thể là mình có thể chửi nó tục tĩu nhưng mà nó đừng có thô tục quá, thì những cái người mà lắng nghe đó, ngoài trừ những người lớn ra thì có những cái đứa em nhỏ và những cái đứa mà teenagers nữa, là những cái đứa mà mười mấy tuổi nữa, thì nó lại đi học hỏi những cái danh từ mà của cái người làm livestream. Bởi vì họ nói là những cái người làm livestream nó giống như là những cái người đóng phim hài hay là hài kịch đồ này nọ, nó giống như là một cái celebrity gì đó, biết không, những cái người mà trong showbiz gì đó. Thì những cái người này họ mở ra họ coi, thì có những cái danh từ nó quá thô tục, nó làm cho cái thế hệ trong đất nước Việt Nam nó học hỏi theo. Và khi mà dặn lên như vậy đó, người ta bật lên cái tivi người ta coi, thì người ta lại nghe những danh từ đó, ngoại trừ cha mẹ ông bà ngồi ăn cơm nghe đầu, thậm chí có con nít cháu nhỏ nghe nữa, thì nó rất là không có hay, mà nó đẩy đi một cái chiều hướng khác. Mình đã chửi cái Đảng Cộng sản Việt Nam dùng những danh từ như là ha, đổi chữ nghĩa của mình, làm cho cái chữ nghĩa của mình nó xấu đi rồi, mà trong khi đó mình chửi nó mình còn dùng danh từ còn tệ hơn như vậy nữa, thì nó có phải là nó bị ảnh hưởng ngược lại hay không? Thì đó là những cái gì mà mình muốn nói tới tới những cái anh chị nào mà làm livestreamer mà dùng những cái danh từ mà rất là thô tục, mà tục mà nó rất là dơ đó, để mà chửi cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì giảm lại ha, đừng có để cho cái chuyện này nó ảnh hưởng những cái mình đang cố gắng để đưa cái mình cho những cái học sinh học cái hay cái đẹp, và những cái em học sinh nhỏ hơn học cái văn cái nghĩa cái lễ của người Việt Nam mình trở lại, thì mình không nên dùng những cái từ nó quá dơ, nó quá tục và nó khó nghe. Thì những cái em này nó khi mà nó lên nó search trên YouTube đó, nó có thể nó nghe là tại vì cùng một cái tiếng nói cùng một cái chữ như vậy, nó đâm ra nó dùng những cái từ này nó đi ra ngoài xã hội, nó lại dùng đi, trong khi đó mình lại đang muốn xóa đi những cái dơ cái bậy cái bạ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà mình muốn tách rời nó ra, mình muốn đẩy nó vào cái hang rừng, mình thảy nó vô cái thùng rác, thì mình lại đi chuyển những cái này ra ngoài và cho mấy em học sinh như vậy, cho những cái người trẻ như vậy, thì nó rất là dễ bị ảnh hưởng ha, cho tới cái cuộc sống sau này, với lại cái cách mà nó nói chuyện đó, rất là khó. Chẳng hạn như mọi người nói là hả, chửi là cái mặt là phải dữ dằn lên, hoặc là phải nghiến răng nghiến lợi, là dùng từ phải chỉ chỏ như thế này đó, thì giảm lại, nha các anh chị em. Đó, tất đây là những cái lời khuyên và những cái lời góp ý của các cô chú bác ở trong nước ha. À, thường thì mình lắng nghe những cái gì mà người trong nước lên tiếng nhiều hơn, là tại vì mình cảm thấy những cái người này, người trong nước đó là những cái người mà đáng được quan tâm hơn. Thành ra khi mà những cái cô chú bác, và thậm chí không phải những cô chú bác không đó, mà những cái người em nhỏ tuổi thôi cũng cũng đã góp ý kiến như vậy, thì mình cảm thấy đó là đúng chứ không sai, thành ra mình giảm nó lại. Mình có thể tức giận, mình phát ra những cái câu nào đó tức giận, nhưng mà mình phải dùng cái từ nó thanh tao hơn một chút xíu, nhưng mà nó đi vào cái đầu của cái bọn cộng sản, nó chửi thẳng vào cái đầu của bọn cộng sản, nhưng mà cái danh từ của mình không có tục, không có thô lắm. Thì đó là những cái gì mà mình muốn nhắn gửi tới tất cả các anh chị em nào mà hay làm những cái video clip chửi vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì phải coi là thỉnh thoảng lấy cái clip đó của mình ra lại và tự mình lắng nghe coi mình nhìn như thế nào, cái tư cách của mình như thế nào, và cái lời văn cái ngôn từ của mình dùng nó như thế nào, để mà mình biết được cái sai của mình ở chỗ nào, để mình giảm nó lại ha. Thì cái đó là những cái gì mà mình muốn nhắn gửi tới tất cả các anh chị em, qua những cái lời góp ý kiến của các cô chú bác và những cái em học sinh ở trong đất nước Việt Nam đó. Những cái em này cũng đã lên ý kiến như vậy rồi, và họ không phải đây lần đầu tiên mà họ muốn mình nhắn gửi ra như vậy đâu. Thường thường đó là những cái gì mà họ muốn nói thẳng ra như vậy đó, thì mình phải đợi một thời gian để mình có cái dịp nào đó để mình nói nó ra, thì nó không phải là một hai lần đâu, mà nó rất là nhiều lần về, tại vì cái những cái video này nó cứ tiếp tục nó đi ra như vậy đó. Thì
Hôm nay thì có dịp thì nói nhắn gửi tới những cái bậc phụ huynh rồi những cái em học sinh rồi này đó, thì có dịp thì mình nói ra như vậy. Thì chúc các anh chị em một ngày